Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 37. Nếu em muốn thì anh có thể đưa nó cho em. Người đàn ông thản nhiên nói. Chỉ cần em gật đầu một cái thôi mà. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người kinh ngạc. Tại sao chiếc chìa khóa xe kia lại nằm trong tay của người đàn ông Triều Tiên này? Nhất thời hắn cảm thấy vô cùng tức giận. Trần Ngư bị sao thế? Sao cô ta có thể tùy tiện giao một chiếc xe quý giá như vậy cho người khác? Dương Quan Quan cũng ngẩn người hệt như hắn, hiển nhiên cô ta cũng không ngờ chiếc chìa khóa xe lại nằm trong tay của anh ta. Người phụ nữ đứng cạnh đó lên tiếng nũng nịu, Mun Ho Oppa ơi, em cũng muốn có một chiếc xe mới, anh có thể tặng cho em một chiếc được không? Han Mun Ho hào phóng nói, lúc nào về nước thì anh sẽ tặng cho em một chiếc, đến lúc đó để tự em chọn xem em thích chiếc ô tô nào. Cảm ơn Oppa, người phụ nữ mừng rỡ như điên, lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó cô ta nhìn về phía Dương Quan Quan với ánh mắt nửa ước ao nửa ghen tị, nói bằng giọng ngạo mạn vô cùng, Oppa đối xử với cô tốt như thế, cô còn không mau cảm ơn anh ấy rồi tránh xa khỏi cái thằng nghèo kiết xác bên cạnh cô đi. Khóe miệng của Dương Quan Quan hơi dần giật, cái thằng ngu này dám cầm chìa khóa của chiếc xe thuộc về Tề Đẳng Nhàn đến trước mặt mình khoe giàu hay sao? Han Mun Ho cũng nói đúng lắm, cô gái xinh đẹp à, em đẹp thế này thì không cần đi theo một thằng nghèo kiết xác làm gì đâu. Chỉ cần theo anh thì em sẽ có được tất cả những gì em mong muốn. Dương Quan Quan thậm chí còn thấy hơi buồn cười, cô ta quay đầu nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi nói, ê này đồ nghèo kiết xác, nếu anh không làm gì thì sao mà cạnh tranh nổi với người ta cho được. Nghèo kiết xác à? Tề Đẳng Nhàn giơ tay chỉ vào mặt mình rồi quay sang nở một nụ cười lễ độ với Han Mun Ho và người phụ nữ đã phẫu thuật thẩm mỹ nát mặt kia, hỏi bọn họ trên mặt tôi có viết ba chữ nghèo kiết xác hay sao? Han Mun Ho thản nhiên đáp lời hắn, một con người đến cả Aston Martin cũng không mua nổi, không phải nghèo kiết xác thì là gì chứ? Tề Đẳng Nhàn kinh hãi vô cùng, đây đúng là định nghĩa mới cho cảnh giới của người có tiền. Nếu không mua nổi xe hãng Aston Martin thì có nghĩa là một tên nghèo kiết xác. Anh cầm chìa khóa xe của người khác đến triển lãm xe ô tô để khoe giàu tán gái, hình như không được đàng hoàng cho lắm thì phải. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa nói như có điều suy nghĩ. Cái gì mà xe của người khác cơ chứ, chiếc xe này chính là của tôi. Tôi đường đường là phó tổng giám đốc của công ty ô tô Giang Đê, chẳng lẽ tôi cần lấy xe của người khác ra để khoe giàu hay sao? Han Mun Ho sửng sốt một vài giây rồi cười lạnh, hùng hồn chất vấn. Han Mun Ho có bố là chủ tịch của công ty ô tô Giang Đê, vì vậy nên ông ta cũng cho Han Mun Ho một chức vụ phó tổng giám đốc không có chút thực quyền nào. Lúc này cuối cùng Tề Đẳng Nhàn cũng đã hiểu, hãng xe Đích Lư hợp tác với hãng sản xuất linh kiện ô tô Giang Đê, chắc hẳn cái tên Han Mun Ho này đã mặt dày tìm Trần Ngư để xin một chiếc chìa khóa xe rồi. Cái người này là ai vậy? Sao mà ngu ngốc thế, lại còn dám nói phó tổng giám đốc Han của công ty ô tô Giang Đê lấy chìa khóa xe của người khác đi khoe giàu. Tôi chưa từng thấy một ai hài hước như vậy, bản thân nghèo kiết xác thì thôi đi, lại còn hắt nước bẩn lên người người khác nữa cơ à. Lẽ ra triển lãm ô tô này phải thiết kế vé mời vào cửa mới đúng, mấy tên nghèo kiết xác náo uống nước này không nên có tư cách được bước chân vào đây. Một số người ở tầng lớp thượng lưu nghe thấy cuộc đối thoại của Tề Đẳng Nhàn và Han Mun Ho, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng nửa con mắt, nghĩ hắn chỉ là loại rác rưởi. Han Mun Ho cũng không muốn tốn công đứng cãi tay đôi với cái tên nghèo kiết xác Tề Đẳng Nhàn này, anh ta quay sang phía Dương Quan Quan, giơ cái chìa khóa xe lên lắc lắc với cô ta, này cô gái xinh đẹp, em có muốn lát nữa anh lái xe đưa em đi hóng mát chơi không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, đừng có cầm chìa khóa xe của ông đây ra khoe giàu tán gái nữa, mau trả lại đi. Nói xong câu này, hắn giơ tay về phía Han Mun Ho. Cái gì? Han Mun Ho không khỏi ngạc nhiên sửng sốt, những người xung quanh cũng đều ngẩn cả ra. Sau đó một trận cười to như sấm vang dội khắp triển lãm, đám người xung quanh cười nghiêng ngả. Bọn họ chưa từng thấy ai thèm muốn tỏ ra giàu có đến phát điên như vậy, chính bản thân mình không mua nổi xe thì thôi đi, thế mà còn tỏ vẻ, nói người khác lấy chìa khóa xe của hắn đi khoe giàu, không biết mạch não kiểu gì đây, đúng là có gan ước muốn thì cũng có gan nói ra khỏi miệng mà. Oppa ơi, có phải người nước hoa nào cũng thích phùng má giả làm người mập như thế không?
Rõ ràng anh ta chỉ là một thằng nghèo kiết xác nhưng cứ mở mồm ra là nói mình sở hữu một chiếc xe Aston Martin. Người phụ nữ đã phẫu thuật thẩm mỹ nát mặt bên cạnh Han Moon Ho che miệng cười nhạo, nhìn hắn bằng vẻ mặt đầy khinh bỉ. Cái tên này thực sự làm mất mặt người nước Hoa chúng ta quá, không có tiền thì nói là không có tiền đi, tại sao cứ phải thùng rỗng kêu to trước mặt người nước khác vậy? Chết tiệt, mặt mũi của nước mình bị cậu ta làm cho mất sạch cả rồi, sao có thể làm như vậy trước mặt người ngoại quốc cơ chứ, quả thật là xấu hổ chết đi được. Bảo vệ đâu hết rồi, mau đuổi cái tên này ra ngoài đi. Những người đến xem triển lãm xe ô tô cũng đều tỏ ra căm tức. Một câu nói của người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ kia đã mở ra cả một trận chiến nảy lửa, khiến cho gương mặt của tất cả bọn họ đều tối sầm xuống không có chút ánh sáng nào. Tề Đẳng Nhàn nhìn Han Moon Ho bằng khuôn mặt không chút biểu cảm, thản nhiên lặp lại, tôi bảo anh trả chìa khóa đây cho tôi, nghe không hiểu à? Han Moon Ho sầm mặt lại, nói cậu là cái tên ngu xuẩn chui từ đâu ra thế, tôi cho cậu 3 giây để biến mất trước mặt tôi ngay. Nếu không thì cậu tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần tự gánh vác hậu quả. Trong lúc hai người nói chuyện, vệ sĩ của Han Moon Ho bước ra từ sau lưng anh ta. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi với gương mặt lạnh lẽo, vóc dáng cao to cùng đôi chân dài, khiến vô số mỹ nữ xung quanh phải choáng váng thất thần. Dương Quan 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 sát người vệ sĩ này, cô ta có cảm giác đối phương không chỉ đơn giản là một võ sĩ luyện taekwondo bình thường mà anh ta cũng có công phu đáng xem trọng. Những vết chai thật dày trên đôi bàn tay của anh ta đã nói lên tất cả. Thằng mập chết bầm kia, mày chỉ biết hóng hớt thôi à, nhị đương gia bị người ta khinh thường kìa. Dạ ma bỗng nhiên vừa kêu la om sòm vừa kéo đổ phu ra khỏi một khu trưng bày xe nào đó. Thế thì có sao, có gì hay đâu mà ra hóng hớt. Thằng chim bé kia chết chắc rồi, chẳng bằng đi ngắm gái đẹp còn hơn. Đồ phu lắc đầu, có vẻ không hề hứng thú. Ánh mắt của anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào một cô người mẫu chân dài đi tất da màu đen gợi cảm đang đứng bên xe ô to. Xem nhị đương ra xử lý mấy tên tôm tép không vui hơn ngắm gái đẹp à? Dạ ma cười lạnh hỏi. Tao không có hứng thú. Đồ phu thản nhiên đáp, tiếp tục ngắm cặp đùi nóng bỏng của mỹ nữ xinh đẹp. Thấy mình và anh ta không cùng chung chí hướng, dạ ma cũng lười chẳng muốn rủ dê gì nữa mà chỉ đứng ở một bên hào hứng xem trò vui. Bỗng nhiên dạ ma ồ lên một tiếng rồi nói, người trẻ tuổi kia trông quen quá, tao từng gặp cậu ta ở Triều Tiên một lần rồi, tao nhớ ra rồi, cậu ta được gọi là đồ đệ thiên tài mạnh nhất của cao thủ đệ nhất Triều Tiên Han Sung Jun, cũng là người được coi là người nối nghiệp của phái Taekwondo Tai đời kế tiếp, Jeon Jong Uk. Đồ phu sửng sốt quay đầu, hỏi lại, đồ đệ của cao thủ đệ nhất Triều Tiên, người sáng lập ra phái Taekwondo Tai, Han Sung Jun ư? Dạ ma nói, tao tưởng mày không có hứng thú cơ mà. Đồ phu lại lần nữa quay đầu đi, chỉ mong thằng nhãi con kia đừng hại chết cả sư phụ của nó là được. Chấm chấm chấm. Dạ ma không còn lời nào để nói, nhưng cũng cảm thấy lời của đồ phu rất có lý. Han Moon Ho ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn, hỏi hắn, không mua nổi thì định ra tay cướp bóc à? Thẹn quá hóa giận phải không? Quả nhiên cái nghèo là lưỡi dao sắc bén nhất có thể giày xéo trái tim yếu ớt của con người, chỉ đơn giản thế này mà một người cũng có thể phát điên lên. Cậu có thể quỳ xuống nhận tôi làm đại ca, nói không chừng tôi sẽ vui vẻ rồi đưa chiếc chìa khóa này cho cậu lái xe ra ngoài khoe khoang vài ngày đấy. Nếu không thì chỉ sợ hôm nay cậu sẽ phải bò ra khỏi triển lãm xe ô tô này mất thôi. Tề Đẳng Nhàn khe khẽ nhướn mày, giơ tay bóp chặt lấy cổ của Han Moon Ho. Hắn ra tay nhanh như chớp. Thế nhưng tốc độ của Jeon Jong Uk sau lưng Han Moon Ho cũng rất nhanh, anh ta tiến lên một bước, hạ xuống một đòn chặt mạnh thẳng vào mu bàn tay của Tề Đẳng Nhàn. Một đòn chặt ấy được kết tinh từ công phu khổ luyện không biết bao nhiêu năm, chứa đựng rất nhiều sức mạnh, uy lực cũng vô cùng lớn, thậm chí còn có thể đập vỡ mấy viên gạch được xếp chồng lên nhau. Nhưng người tung ra đòn chặt ấy là Jeon Jong Uk chỉ cảm thấy như mình đã hạ một đòn xuống sắt thép, anh ta chấn động tới mức mu bàn tay tê dại, lúc này đành phải đẩy tay Tề Đẳng Nhàn ra. A, à, bát quái trưởng, Tề Đẳng Nhàn nở nụ cười như có điều suy nghĩ, nhìn kẻ được gọi là sát thần Jeon Jong Uk với gương mặt lạnh lẽo một lượt từ trên xuống dưới. Jeon Jong Uk lạnh lùng nói, đệ tử của Han Sung Jun phái Taekwondo Tai, Jeon Jong Uk.
Phái Taekwondo Taiyi ở Triều Tiên không được Hiệp hội Taekwondo chính thống công nhận, nhưng không thể nghi ngờ rằng nó chính là môn phái có sức chiến đấu mạnh nhất. Han Sung Jun đã từ bỏ tất cả những kỹ xảo biểu diễn rườm rà loè loẹt của Taekwondo bản gốc mà chú trọng về tấn công thực chiến, thậm chí ông ta còn mời chuyên gia bát quái trưởng về dạy dỗ 7-8 năm liền, sau khi về nước mới dung hợp Taekwondo và bát quái trưởng lại cùng nhau để tự mình sáng tạo ra môn phái mới vừa trỗi dậy mang tên Taekwondo Taiyi. Cái tên Jeon Jong Uk này cũng có chút thực lực đấy. Dạ Ma không nhịn được mà vừa sờ cằm vừa nghĩ thầm trong bụng. Tuy lượt giao chiến vừa rồi chỉ là chút va chạm đơn giản nhưng anh ta vẫn có thể nhìn ra chút công phu thực sự của đối thủ hai bên. Dạ Ma hiểu rất rõ sức mạnh trời sinh của Tề Đẳng Nhàn đáng sợ đến mức nào, vậy mà Jeon Jong Uk có thể dùng một chưởng để khiến đòn tấn công của hắn khựng lại, vậy là đủ để thấy anh ta mạnh đến mức nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Gương mặt của Han Moon Ho cũng lạnh hẳn xuống, anh ta trầm giọng, thứ rác rưởi không biết cao thấp là gì, cậu dám nhận xe của tôi thành xe của cậu, lại còn dám động thủ với tôi. Xem ra cậu đã chán sống thật rồi. Đúng là không biết điều gì hết, làm màu khoe của đến mức độ này thì có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết đâu cơ chứ. Han Moon Ho là người mà cậu ta có thể trêu vào được hay sao? Người ta là phó tổng giám đốc của công ty ô tô Giang Đê đấy, hơn nữa hãng xe Đích Lư tổ chức triển lãm ô tô lần này còn có thân phận lớn hơn nhiều, quậy phá ở chỗ này thì chỉ còn đường chết mà thôi. Tuy tôi cũng chẳng ưa gì cái kiểu thích khoe mẽ làm màu của người Triều Tiên đâu, nhưng không thể không thừa nhận rằng cái tên kia thực sự đã khiến tất cả những người nước Hoa chúng ta mất mặt. Ai ai cũng lắc đầu, thầm nghĩ cái thói khoe khoang thích làm màu của Tề Đẳng Nhàn đúng là đáng xấu hổ. Hơn nữa hắn còn đang lấy trứng chọi với đá, tự mình đi tìm đường chết. Jeon Jong Uk, đánh chết thằng ngu xuẩn này cho tôi. Nếu không đánh chết được thì cũng phải băm nát cái miệng của nó ra. Han Moon Ho lạnh giọng nói. Anh dám động đến Oppa sao, để xem anh sẽ chết như thế nào. Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ cũng đứng một bên đổ thêm dầu vào lửa, đúng là người xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn. Han Moon Ho nói. Jeon Jong Uk chính là thiếu niên thiên tài được công nhận là mạnh nhất Triều Tiên chúng tôi, bây giờ cậu quỳ xuống tự tát vào mặt mình vẫn còn kịp đấy. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, sau đó tỏ vẻ khinh thường, cái gì mà thiếu niên thiên tài được công nhận là mạnh nhất cơ chứ, nếu như Dương Quan Quan không bị thương thì chắc chắn hắn sẽ cho cô ta lên đấu với anh ta ngay bây giờ, cũng để cho lũ chim bé này mở to mắt ra mà nhìn xem ai mới là thiên tài chân chính. Nghĩ lại mới thấy Dương Quan Quan chính là người có thiên phú võ công cao nhất mà hắn đã tìm kiếm suốt cuộc đời này, cô ta lại còn là một người phụ nữ, quả thực khó lường biết bao nhiêu. Xin lỗi rồi sau đó quỳ xuống đi. Jeon Jong Uk bước một bước về phía trước, khí thế bức người. Đúng là người tàn nhẫn thì không nói nhiều, lần nào anh ta cũng chỉ thốt lên một câu duy nhất, giỏi làm màu thật đấy. Dương Quan Quan hưng phấn nói, để tôi lên cho. Tề Đẳng Nhàn đè vai cô ta lại, liếc mắt, cô nàng này đúng là ngực to não phẳng, bản thân đang bị trọng thương mà còn đòi so chiêu với một cao thủ như Jeon Jong Uk ư. Anh có còn là đàn ông không đấy, anh gây chuyện xong núp sau lưng đàn bà con gái à? Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ hét lên, tỏ vẻ cực kỳ khinh miệt Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lập tức tiến lên một bước, nói với Jeon Jong Uk, bảo sư phụ anh đến đây thì còn tạm được. Chứ chỉ có mình anh thôi thì chưa bỏ dính răng. Nghe những lời ấy, cuối cùng gương mặt điềm tĩnh của Jeon Jong Uk cũng có vẻ tức giận. Anh ta lạnh lùng quát to, cũng tự tin lắm đấy. Có phải người nước Hoa ai ai cũng thế này hay không? Thích ba hoa khoác lác làm màu, rõ là giỏi mạnh miệng, cái gì của quốc gia khác cũng nhận vơ làm đồ vật của nước mình, ví dụ như chiếc xe Aston Martin này chẳng hạn. Han Moon Ho dõng dạc nói. Mọi người xung quanh đều cạn lời, này, có phải anh ta đang tự mỉa mai quốc gia của chính mình không đấy? Ừ thì văn minh của cả vũ trụ này đều là do người Triều Tiên các anh sáng tạo ra hết, được chưa? Trong lúc Han Moon Ho bận ba hoa lắm lời, Jeon Jong Uk đã bắt đầu ra tay, anh ta bước lên một bước, cánh tay xoắn lại như một sợi dây thừng rồi quay ngược lại như một cỗ máy khoan, hiển nhiên công phu đã vô cùng thuần thục. Tề Đẳng Nhàn vẫn đứng đó mà không hề nhúc nhích, chỉ khẽ đưa mình vào thể hình ngựa. Trong mắt Dương Quan Quan, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy là tập hợp của vô số những điều ảo diệu. Đừng xem thêm nữa, trò chơi kết thúc rồi.
Đồ phu đứng ở phía sau hờ hững nói một câu. Dạ ma không tin vào câu nói ấy, Seon Jong Uk người ta dù sao cũng là đồ đệ của cao thủ đệ nhất Triều Tiên Han Sung Jun, hơn nữa còn sớm được phong danh hiệu thiên tài, làm sao có thể bại trận nhanh như vậy được. Sau đó anh ta tận mắt chứng kiến Tề Đẳng Nhàn tung ra một trưởng chỉ trong nháy mắt. Đây là chiêu thức ngàn cân thôi áp trực thuộc bát quái trưởng, một trưởng được tung ra hệt như miệng cống ngầm bật mở, giải phóng dòng nước lũ cuồn cuộn ngút trời. Một chiêu thanh long giơ vuốt của Seon Jong Uk còn chưa chạm được vào mặt của Tề Đẳng Nhàn đã bị Tề Đẳng Nhàn dùng trưởng kia tiếp nhận, sau đó hắn bắt đầu tung ra toàn bộ lực đẩy. Răng rắc. Một tiếng gãy vụn vang lên, chỉ thấy bờ vai của Seon Jong Uk bị lệch ra khỏi vị trí ban đầu, xương tỳ bà ở phía sau lưng anh ta nhô cao lên, dường như cả cánh tay bị rút ngắn đi một đoạn chỉ trong nháy mắt. Ngay sau đó, hai chân của Seon Jong Uk bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cả người anh ta bay lên như một cánh diều, văng ra khỏi sảnh tiếp khách ở tầng 1, ầm một tiếng, đập vào lan can trên tầng 2. Lan can tầng 2 trực tiếp gãy ra thành từng khúc vì cú va đập kia, cơ thể của Seon Jong Uk cũng vì phản lực sinh ra mà ngã thẳng xuống đất, anh ta lập tức hôn mê, không rõ sống chết thế nào. Biểu cảm trên mặt Dạ Ma Đông cứng lại trong nháy mắt, anh ta lẩm bẩm, công phu thế này, có phải cậu ta tiến bộ nhanh quá rồi hay không? Đồ phu đứng ở một bên lạnh lùng nói, với công phu của nhị đương gia ngày hôm nay, dù có là tôi thì cũng khó mà chống đỡ được, cũng chỉ là một thiên tài của Triều Tiên mà thôi, sao có thể chịu nổi một hiệp cơ chứ? Dạ ma không thể chối cãi được gì, đúng như lời mà đồ phu đã nói, xem Tề Đẳng Nhàn xử lý Seon Jong Uk chán hơn nhiều so với ngắm cặp đùi gợi cảm của các mỹ nữ kia. Seon Jong Uk ngã xuống đất, đầu óc không còn ý thức được gì nữa. Một lúc sau cơn đau đớn mới bắt đầu ập đến như thủy triều khiến anh ta không ngừng nôn mửa. Đây là thiên tài ư, cuối cùng tôi cũng được rửa mắt rồi. Tề Đẳng Nhàn thu tay lại, khẽ cười cười. Một trưởng vừa rồi trông thì đơn giản nhưng thực ra lại ẩn chứa rất nhiều điều ảo diệu, nếu không phải người trong nghề thì căn bản không thể nhìn ra. Dương Quan Quan cũng cẩn thận nghĩ ngợi, thì ra trung bình tấn không đơn thuần chỉ là để tăng cường sức lực và thể lực. Nó cũng có thể được dùng để phối hợp với quyền pháp tấn công đối thủ. Nụ cười của Han Moon Ho vẫn còn đọng lại ở trên mặt, cứng ngắc như gỗ đá, vừa rồi anh ta vẫn nghĩ để Seon Jong Uk giết chết Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ là một chuyện rất dễ dàng, ấy vậy mà chỉ trong nháy mắt anh ta đã bị Tề Đẳng Nhàn đánh bay bằng một trưởng giản đơn sao. Ban nãy anh nói muốn giết chết tôi phải không? Lúc này Tề Đẳng Nhàn mới giơ tay bóp lấy cổ của Han Moon Ho, không còn ai cản trở được hắn nữa. Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ đứng ở một bên run cầm cập, dường như cô ta đang sợ hãi lắm. Han Moon Ho bị Tề Đẳng Nhàn bóp cổ, anh ta sợ đến nỗi cả người giật bắn, hốt hoảng hỏi cậu có ý gì? Cậu muốn ra tay với tôi sếp? Cậu có biết cha của tôi là chủ tịch tập đoàn ô tô Giang Đê không? Hãng ô tô Đích Lư đã tiến hành hợp tác với tập đoàn ô tô Giang Đê của chúng tôi rồi đấy. Nếu cậu dám ra tay với tôi ở nơi này thì tức là cậu không nể mặt Đích Lư. Không chỉ tập đoàn ô tô Giang Đê chúng tôi không bỏ qua cho cậu, mà ngay cả hãng ô tô Đích Lư cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cậu! Anh ta còn chưa nói xong mà Tề Đẳng Nhàn đã thấy thật là ồn ào, hắn bèn giơ tay tát Han Moon Ho thật mạnh, bốp một tiếng, má trái của Han Moon Ho biến dạng, máu me tung tóe khắp nơi. Sau đó Tề Đẳng Nhàn tự tay cầm lấy chiếc chìa khóa Aston Martin trong tay Han Moon Ho. Lạnh lùng nói, định dùng xe của tôi để tán người phụ nữ của tôi à? Anh cũng giỏi lắm đấy. Tôi thấy có khi thiên tài đệ nhất Triều Tiên không phải Seon Jong Uk gì gì đó mà chính là anh phải không? Mọi người chứng kiến cảnh tượng Han Moon Ho bị Tề Đẳng Nhàn tát cho một cái đến nỗi máu me be bét, tất cả đều âm thầm sảng khoái trong lòng, nhưng đồng thời bọn họ cũng nghĩ nhất định kết cục của Tề Đẳng Nhàn sẽ không có gì là tốt đẹp. Thế lực của hãng xe ô tô Đích Lư không phải dạng vừa. Những người đứng đằng sau sáng lập ra nó chính là Nam Dương Trần Thị. Nam Dương Trần Thị là sự tồn tại như thế nào? Đó là gia tộc tài phiệt xưng bá độc quyền ở nước Nam Dương, là một thế lực có tầm ảnh hưởng đủ lớn để tác động đến cả chính phủ nước Hoa. Dám đánh đối tác hợp đồng của nhà họ Trần ngay trên địa bàn của bọn họ, đó chẳng phải là đang khiêu khích họ hay sao? À, anh dám đánh oppa của tôi, nhất định anh sẽ chết không được toàn thây. Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ lớn tiếng kêu lên.
Dương Quan Quan không chịu nổi nữa mà quăng cho cô ta một cái tát khiến người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ ngã ngồi xuống đất, sau đó lạnh giọng nói, đừng có hô to gọi nhỏ nữa, đúng là làm mất mặt đàn bà con gái bọn tôi. Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ bị tát mạnh tới nỗi cái mũi của cô ta lệch đi siêu siêu vẹo vẹo, cô ta lập tức che mũi lại, khóc lóc nức nở, hu hu, tôi vừa mới kiếm được tiền làm mũi mà. Tất cả mọi người đều thấy buồn nôn, có phải ở Triều Tiên có quá nhiều mỹ nữ nhân tạo rồi hay không? Tề Đẳng Nhàn buông Han Mun Ho ra, bình tĩnh nói, nước Hoa không phải là nơi mà lũ chim bé các anh có thể kiêu căng phách lối, muốn kiêu căng phách lối thì hãy cút về quốc gia của các anh mà kiêu căng phách lối ấy. Han Mun Ho ôm lấy hai bên má, nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt tàn độc, lạnh giọng nói, tôi thừa nhận cậu cũng có chút thực lực, cũng biết đánh đấm đấy. Nhưng cậu giỏi đánh đấm thì liệu sẽ chống trả được bao nhiêu người đây? Làm nhảm dài dòng cái con mẹ anh à. Tề Đẳng Nhàn cau mày, lại lần nữa giơ tay tát cho anh ta một cái. Lần này thì hay rồi, hai bên mặt của Han Mun Ho đều sưng vù lên, trông rất cân đối, cảnh tượng này cũng thỏa mãn cả chứng OCD của Tề Đẳng Nhàn, khiến hắn thoải mái vô cùng. Dạ Ma đứng ở một bên nhìn cảnh tượng ấy mà nhe răng trợn mắt, không khỏi nhớ lại ký ức về cái hồi mình bị Tề Đẳng Nhàn tát sưng mặt trên quảng trường. Cả đời này anh ta cũng không muốn trải qua ký ức ấy thêm một lần nữa. Ngày trước khi đại đương gia còn quản lý nhà ngục thì mọi người được sống tương đối tự do, thi thoảng còn được phép đánh nhau mấy lần. Nhưng từ khi giá trị vũ lực của cái tên nhị đương gia này tăng vọt lên một cách đột ngột, hắn bắt đầu nắm quyền quản lý nhà ngục Udo, cuộc sống của tất cả mọi người đều không được dễ chịu cho lắm, cứ mỗi lần đánh nhau là bọn họ sẽ bị treo ngược lên đập cho một trận. Với bọn họ thì Tề Bất Ngữ chính là Triệu Khuông Dận am hiểu dùng thủ đoạn dụ dỗ từng chút một. Vậy còn Tề Đẳng Nhàn thì sao? Chậc, chắc là Chu Nguyên Chương. Cuối cùng động tĩnh ở nơi này cũng làm kinh động đến người phụ trách triển lãm xe ô tô, người phụ trách lần này là tổng giám đốc của công ty ô tô Đích Lư, tên là Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu tìm đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hay rồi, công tử của tập đoàn Giang Đê bị đánh thê thảm tới cỡ nào? Vấn đề đúng là to lớn quá mức. Da đầu của anh ta tê dại. Trần Tổng, tôi đang muốn hỏi anh đâu, quý công ty làm ăn thế nào vậy? Sao các anh có thể để một tên điên khùng như thế này tham dự vào buổi triển lãm ô tô, giở trò côn đồ để cướp chìa khóa xe của tôi, thậm chí còn tát vào mặt tôi? Tôi có ý tốt nên mới tới đây khích lệ các anh, thậm chí đến cả chiếc xe Aston Martin này mà tôi cũng mang đến cho các anh lái đi quanh khu triển lãm. Vậy mà các anh đối xử với tôi như thế này đấy à? Rốt cuộc các anh có còn muốn hợp tác với tập đoàn Giang Đê của chúng tôi hay không đây? Han Mun Ho không đánh lại Tề Đẳng Nhàn, đương nhiên anh ta cũng chỉ có thể chất vấn hỏi tội Trần Quang Diệu, nét mặt anh ta đầy vẻ giận dữ. Sắc mặt của Trần Quang Diệu cũng xấu xí vô cùng, công ty ô tô Đích Lư vừa mới bước một bước đầu tiên trong sự nghiệp mà đã có người đến gây sự ở buổi triển lãm xe ô tô ư. Có phải đây nghĩa là hắn ta không thèm để nhà họ Trần vào trong mắt? Anh vẫn còn nói đây là xe của anh à? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà bật cười một tiếng. Xem ra đám chim bé Triều Tiên đều thích phùng má giả làm người mập. Bây giờ nghĩ lại, ngày trước Tôn Phu Nhân có thể nhanh chóng chuyển 100 triệu cho hắn, đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trần Quang Diệu đi tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, lạnh lùng cất tiếng. Hoặc là cậu nói xin lỗi và bồi thường tổn thất cho công tử Han ngay bây giờ, hoặc là đợi bị bảo vệ của nhà họ Trần chúng tôi chặt đứt hai chân, ném ra khỏi buổi triển lãm rồi sẽ truy cứu trách nhiệm của cậu sau. Hai con đường đang nằm ngay trước mặt cậu đây, cậu hãy tự mà chọn lấy. Tề Đẳng Nhàn nghe vậy thì sửng sốt ngạc nhiên, hắn đáp tốt nhất là anh nên tìm hiểu tình huống cho kỹ càng rồi hắn quyết định nên nói chuyện với tôi ra sao. Tìm hiểu tình huống. Tôi không cần thiết phải tìm hiểu tình huống thế nào. Dù công tử Han đã làm cái gì thì cậu cũng không được phép ra tay với cậu ấy. Một khi đã ra tay thì lỗi sai nằm ở phía cậu. Làm sai thì phải chịu đòn, phải nhận phạt. Trần Quang Diệu nói với gương mặt hết sức lạnh lùng, anh ta căn bản không muốn tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc tình huống sự việc này có đầu đuôi ra sao. Việc mà anh ta phải làm cũng chỉ là trừng phạt cái tên điên Tề Đẳng Nhàn dám ra tay với Han Mun Ho ở ngay giữa buổi triển lãm xe ô tô mà thôi. Dương Quan Quan lạnh lùng hỏi, nhà họ Trần đối xử với bạn bè như thế đấy à?
Đến những gì đã xảy ra trước đó mà các anh cũng không muốn tìm hiểu. Nghe được những lời ấy, Trần Quang Diệu lập tức nở nụ cười đầy khinh miệt, bạn bè ư. Sao các người không tự đái một vũng rồi soi lại mặt mũi mình trong đó xem, soi xem các người có xứng đáng tự xưng là bạn bè của nhà họ Trần chúng tôi dù chỉ là một chút hay không. Dương Quan Quan có hơi bực mình, nhưng vì nể mặt Tề Đảng Nhàn vẫn còn đang đứng ở ngay đây nên cô ta vẫn không ra tay. Cô ta hiểu rất rõ một điều, mối quan hệ giữa Tề Đảng Nhàn và nhà họ Trần là không tệ. Anh hãy gọi Trần Ngư ra xử lý chuyện này đi, tôi chỉ sợ anh không thể đảm đương nổi trách nhiệm của sự việc lần này đâu. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói. Hửm, tôi không biết cậu nghe được tên của đại tiểu thư nhà chúng tôi từ nơi nào, có điều chỉ bằng một kẻ như cậu thì không xứng được gặp mặt cô ấy. Trần Quang Diệu lắc đầu đáp. Cùng lúc đó, anh ta vung tay lên. Những nhân viên an ninh mà nhà họ Trần đã dốc lòng bồi dưỡng lập tức bao vây hai người Tề Đảng Nhàn và Dương Quan Quan ở chính giữa chỉ trong nháy mắt. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Dạ Ma không nhịn được mà thấp giọng hỏi Đồ Phu, mày có muốn ra đó giúp bọn họ một chút không? Đồ Phu hỏi lại, giúp cái gì mà giúp? Nhị đương ra người ta còn chưa mở miệng thì thôi mày đừng có mà nhanh nhảu xen vào, đỡ cho sau này tự mày phải rước khổ vào thân. Dạ Ma ngẫm lại cũng thấy những lời này rất có lý, thỉnh thoảng tâm trạng của Tề Đảng Nhàn lại trở nên vui giận thất thường, anh ta bèn rụt cổ lại. Lời nói của Trần Quang Diệu lại tiếp tục khiến cơn giận của Han Mun Ho bốc lên. Không sai, ai bảo thân phận của tôi cao quý chứ, rõ ràng cậu không thể so sánh được với tôi mà. Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi với tôi đi, Han Mun Ho gào lên. Tề Đảng Nhàn lại không nhịn được mà tát cho anh ta một cái ngã nhào xuống đất. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng trước cái tát lần này, Han Mun Ho ngã xuống. Trần Quang Diệu ngẩn ra một chốc lát, sau đó anh ta tức giận tới nỗi cả người run lên bần bật, hắn ta thực sự không để nhà họ Trần vào trong mắt hay sao? Anh ta đang ở đây mà hắn ta cũng dám động thủ đánh người. Bắt đầu đi, đánh cho cậu ta phải cút ra khỏi cửa. Trần Quang Diệu vung tay lên rồi lùi về sau một bước. Những nhân viên an ninh đã được nhà họ Trần bồi dưỡng tỉ mỉ lập tức đồng loạt tiến lên. Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nói, nếu còn dám đứng xem kịch vui nữa thì tôi sẽ chặt chân hai anh đấy. Hai người được nhắc tới là Dạ Ma và Đồ Phu đều giật nảy cả mình, vội vàng nhảy vào trong chiến trường giúp sức. Những nhân viên an ninh này đều đã đạt tới tiêu chuẩn cao thủ, có điều khi gặp phải những người như Dạ Ma và Đồ Phu thì số lượng có bao nhiêu cũng trở thành không đáng kể mà thôi. Hai người này cũng biết mối quan hệ giữa Tề Đảng Nhàn và nhà họ Trần không phải dạng bình thường, vì thế họ không xuống tay giết người mà chỉ đánh hơi nặng tay một chút để đập cho đối phương ngất xỉu, không còn sức lực chiến đấu. Để con mẹ nhà nó, hai thằng một béo một gầy này mạnh quá, không biết lai lịch của chúng ra sao. Có người không nhịn được mà mở miệng hỏi, bọn họ chỉ cảm thấy hai người Dạ Ma và Đồ Phu cứ như hai con hổ được thả vào giữa bầy dê béo. Hai người liên tục quật ngã đám nhân viên an ninh của nhà họ Trần đơn giản như thái rau dưa. Trần Quang Diệu đứng ở một bên chứng kiến cảnh tượng ấy mà da mặt không ngừng co giật, cao thủ ở bậc ấy thực sự không có nhiều. Nhưng Tề Đảng Nhàn chỉ cần gọi một tiếng là đã có hai người xuất hiện. Bản thân Tề Đảng Nhàn căn bản không cần ra tay, có hai người này phòng thủ ở phía trước thì có nhiều người hơn nữa cũng không thể chạm được vào hắn. Chưa đến một phút trôi qua, hơn 10 nhân viên an ninh đều lần lượt ngã xuống đất, người thì bất tỉnh nhân sự, người thì liên tục rên hừ hừ, dù sao cũng chẳng có ai có thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Cậu, các người dám đánh người của nhà họ Trần chúng tôi, khắp cả nước Hoa này không còn một ai có thể bảo vệ được cho các người nữa rồi. Trần Quang Diệu vừa hoảng hốt vừa sợ hãi mà kêu lên thật to. Đồ Phu bước tới túm lấy tóc Trần Quang Diệu, thô bạo quật ngã anh ta xuống đất. Sau đó kéo anh ta tới trước mặt Tề Đảng Nhàn. Này nhị đương gia, phải xử lý thằng này thế nào đây? Đồ Phu hỏi. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà hít vào một hơi lạnh, con mẹ nó những người này cũng ngông cuồng quá rồi. Tốt xấu gì thì Trần Quang Diệu cũng là người phụ trách trực thuộc công ty Đích Lư, cũng là người đại diện cho nhà họ Trần, vậy mà lại bị đối xử thô bạo như vậy hay sao? Tề Đảng Nhàn lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Quang Diệu rồi lạnh nhạt nói, sao Trần Ngư lại chọn một tên ngu ngốc như anh làm người phụ trách buổi triển lãm của Đích Lư nhỉ, đúng là cô ấy bị váng đầu rồi.
Trần Quang Diệu nghe được câu nói kia mà tức giận tới nỗi đỏ bừng cả mặt, anh ta phẫn nộ nói, khiêu khích nhà họ Trần, ra tay đánh đối tác hợp đồng của chúng tôi, lại còn dám mỉa mai tiểu thư, có 9 cái mạng cũng không đủ cho cậu dùng đâu. Mọi người cũng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ hết sức đáng thương. Đúng như lời Trần Quang Diệu vừa nói, dù Tề Đẳng Nhàn có 9 cái mạng thì cũng không đủ dùng. Sức ảnh hưởng của nhà họ Trần không chỉ bị giới hạn ở Nam Dương mà vị trí của họ ở nước Hoa cũng vô cùng quan trọng, dù sao nước Hoa bây giờ cũng phải dựa vào nhà họ Trần để thu mua nguyên vật liệu của Nam Dương cơ mà. Không bằng cứ cắt lưỡi bọn nó đi, tôi thấy đám vô dụng này ồn ào quá. Đồ Phu ngáp một cái, có vẻ nhàm chán. Có phải tàn nhẫn quá hay không? Tôi thấy giết hết tất cả trong một lượt thì hơn đấy. Dạ Ma liếm môi, trong mắt tràn đầy ánh sáng tàn nhẫn. Lời nói của hai người khiến đám người xung quanh đều phải giật mình, da đầu ai nấy cũng tê dại. Những lời ấy chắc chắn không phải nói đùa, từng người trong số họ đều nghe rất rõ. Hai người kia thực sự không coi trọng sinh mạng của kẻ khác một chút nào cả. Đồ Phu nói, thằng chim bé này thì giữ lại cũng được đấy, dùng mạng của nó để đổi chút tiền tiêu vặt đi, chẳng phải ban nãy nó hoành hoang khoác lác rằng bố nó rất giàu hay sao? Dạ Ma nói, tiền thì có gì mà hay ho cơ chứ, giết luôn đi vui hơn nhiều. Tề Đẳng Nhàn chỉ cảm thấy không còn lời gì để nói, hắn lạnh lùng xen vào, cả hai người các anh câm miệng hết đi, còn dài dòng nhảm nhí nữa là tôi sẽ cắt lưỡi hai anh trước đấy. Hai vị hung thần ác sát lập tức biến thành bé ngoan mà rụt cổ lại rồi ngậm miệng. Trong mắt Dạ Ma thoáng qua một chút tiếc nuối, anh ta còn tưởng hôm nay mình có thể khởi động tay chân mà nếm chút máu người, lâu lắm rồi anh ta chưa được giết một người nào đâu đấy. Trần Quang Diệu, anh làm ăn kiểu gì thế? Có mỗi một buổi triển lãm xe ô tô bé tí mà anh cũng không xử lý được, lại còn để người ta tới đây làm ầm ĩ lên à? Ngay đúng lúc này, giọng nói của Trần Ngư truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Ngư xuất hiện trong tầm mắt, cô ta mặc quần tây dài màu đen, thân trên là một chiếc áo sơ mi lụa trắng với kiểu dáng rất đơn giản. Cô ta chỉ cần mặc kiểu phối đồ trắng đen theo trường phái tối giản này mà đã lấn át hết toàn bộ những người mẫu quảng cáo ô tô được tô son điểm phấn lộng lẫy, dường như sự xuất hiện của cô ta đã khiến tất cả những người mẫu có mặt tại hiện trường ảm đạm và mờ nhạt hẳn đi trong nháy mắt. Con mẹ nó, chân đẹp, mặt đẹp. Rất có khí chất. Đồ Phu không nhịn được mà âm thầm kêu lên trong lòng, anh ta điên cuồng nuốt xuống vài ngụm nước bọt lớn. Con mẹ nó, ông đây không biết chữ nghĩa học thức là gì, nhìn thấy mỹ nữ cũng chỉ biết cảm thán con mẹ nó mà thôi, nếu là nhị đương gia thì chắc chắn cậu ấy có thể ngâm một bài lạc thần phú gì gì đó để ca ngợi nhan sắc của người đẹp. Ngay cả cái tên Dạ Ma không có hứng thú gì với đàn bà con gái cũng không nhịn được mà nhìn Trần Ngư thêm vài lần, trong lòng thầm kinh ngạc. Dung mạo và khí chất của người phụ nữ kia quả là xuất chúng. Trần Quang Diệu thừa dịp tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng thì lập tức bò dậy, chạy tới bên chân Trần Ngư, tố khổ tiểu thư ơi, không phải tại tôi vô dụng đâu mà là do những người kia quá mức kiêu ngạo. Bọn họ không chỉ đánh công tử Han của tập đoàn Giang Đê mà còn đánh cả tôi nữa đây này. Tiểu thư, đám người kia không hề để nhà họ Trần của chúng ta vào trong mắt. Thậm chí còn ác ý thêu dệt rất nhiều chuyện, cô nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ dễ dàng được. Những lời mà Trần Quang Diệu nói ra khiến Trần Ngư khẽ khàng nhướng đôi lông mày lá liễu. Sau đó cô ta rời ánh nhìn sang phía khác, trông thấy Tề Đẳng Nhàn thì trợn mắt lên. Tề Đẳng Nhàn cười cười bước tới, nói với cô ta, cô không giữ chữ tín gì hết, không mặc giống như những gì mà cô đã đồng ý với tôi. Trần Ngư liền thản nhiên đáp lại. Nếu tôi mặc như vậy thì hôm nay làm gì còn ai làm người mẫu quảng cáo ô tô được nữa. Cuộc đối thoại của hai người khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều lấy làm kinh hãi, cả đám trợn mắt há mồm. Trần Quang Diệu ngẩn người ra ngay tại chỗ, một lúc sau anh ta mới ấp úng lên tiếng, tiểu thư ơi, cái người quát tháo rồi ra tay đánh đập người khác vừa nãy chính là cậu ta đấy. Sát, ấp, Trần Ngư quay đầu lại, lạnh lùng phun ra hai chữ đơn giản. Trần Quang Diệu run lên, lập tức ngậm miệng lại thật chặt, không dám nhiều lời dù chỉ là một chữ. Tề Đẳng Nhàn nghĩ những gì Trần Ngư vừa mới nói là rất có đạo lý, bây giờ cô ta chỉ mới mặc một chiếc quần tây đơn giản phối cùng với áo sơ mi trắng thôi mà những người mẫu có mặt tại nơi này đã không thể sánh bằng rồi,
nếu cô ta mà mặc tất da chân màu đen nữa thì liệu những người phụ nữ kia có còn đường sống hay không? Tôi có hơi giận đấy nhé. Tề Đẳng Nhàn quay sang nói với Trần Ngư. Trần Ngư nhìn hắn bằng vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Tôi cho cô mượn chiếc xe Aston Martin đó để cô tự tiện đưa cho thằng chim bé này lấy xe tôi ra làm màu khoe mẽ trước mặt tôi à? Tề Đẳng Nhàn vứt chiếc chìa khóa trong tay xuống đất rồi sẵn giọng nói. Nghe những lời này của hắn, Trần Ngư không nhịn được mà sầm mặt xuống rồi đáp, chỉ tại anh ta cứ nhõng nhẽo đòi hỏi nên tôi mới cho anh ta mượn chìa khóa xe một chút, hơn nữa anh ta cũng đã đồng ý với tôi là tuyệt đối không được phép tùy tiện lái ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn lại nói, quả thật là anh ta không lái ra ngoài, nhưng anh ta khoe khoang khoác lác với tôi. Thậm chí anh ta còn dám gọi tôi là thằng nghèo kiết xác. Trần Ngư hỏi lại, nghèo kiết xác à? Người có thể bỏ ra 50 tỷ đô la Mỹ để đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị tiến hành cuộc chiến thương nghiệp vừa qua mà cũng bị miệt thị là tên nghèo kiết xác sao? Thế giới quan của tôi thực sự đã được đổi mới rồi đấy. Tất cả mọi người cùng ồ lên, sau đó châu đầu ghé tai lại xôn xao bàn tán. Cậu ta nhất định là tề tổng của thành phố Trung Hải rồi, chính là cái tên dầu nứt đố đổ vách đã bỏ ra 50 tỷ đô la Mỹ để đầu tư cho tập đoàn Hướng Thị. Thậm chí còn trợ giúp tập đoàn Hướng Thị đánh bại thế lực đến từ đế đô đấy. Trời đất ơi, đúng là có mắt như mù. Không ngờ chúng ta lại có thể nghe theo những lời bậy bạ của cái thằng chim bé này rồi gọi Tề Tổng là tên nghèo kiết xác. Tôi không còn mặt mũi nào mà đối diện với cậu ta nữa rồi, ai kiếm cho tôi một cái lỗ để chui vào đi, nếu cậu ta là tên nghèo kiết xác thì tất cả chúng ta là cái gì mới được cơ chứ? Sau cuộc đối thoại vừa rồi, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng xấu hổ và không có mặt mũi nào để nhìn vào mắt Tề Đẳng Nhàn nữa. Có điều cũng may là Tề Đẳng Nhàn không nhớ rõ những người ban nãy đã lên tiếng hùa theo Han Mun Ho để nói hắn là tên nghèo kiết xác. Thì ra cái thằng chim bé này đã lấy xe Tề Tổng ra để khoe khoang làm màu mà lại còn muốn tán tỉnh người phụ nữ của Tề Tổng sao? Thực sự là không biết xấu hổ mà. Con mẹ nó! Mức độ mặt dày không biết xấu hổ của thằng chim bé này quả thực đã thay đổi cả nhận thức của tôi rồi, sao mà buồn nôn vậy không biết nữa. Mau mau cút về đất nước Triều Tiên của bọn mày đi, bọn mày còn có mặt mũi mà đến nước Hoa chúng tao làm màu khoe mẽ cơ à? Tất cả mọi người bên trong đám đông lại chĩa mũi dùi về phía Han Mun Ho mà tức giận mắng chửi, làm cho người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ đứng bên cạnh Han Mun Ho sợ tới mức không dám lên tiếng nói thêm một câu nào nữa. Cả người cô ta run bần bật. Han Mun Ho thì lại ưỡn ngực rồi nói, Trần Tiểu Thư, bây giờ không phải là lúc để cô nói về vấn đề này, mà quan trọng hơn là tôi đã bị một người ngoài hành hung tại triển lãm xe ô tô do các cô tổ chức. Nếu nhà họ Trần đã muốn hợp tác cùng với tập đoàn Giang Đê chúng tôi thì chẳng phải là các người nên có thành ý một chút hay sao? Nếu như hôm nay cô không trừng phạt cái tên kia để xoa dịu cơn giận trong lòng tôi hiện tại thì tập đoàn Giang Đê của chúng tôi sẽ hủy bỏ phi vụ hợp tác với công ty ô tô Đích Lư ngay lập tức. Tất cả những động cơ xe ô tô của công ty ô tô Đích Lư đều là do tập đoàn Giang Đê phụ trách cung ứng, dĩ nhiên là Han Mun Ho phải bám víu vào điểm này để ưỡn thẳng lưng lên đòi lại công bằng cho bản thân. Nếu tập đoàn Giang Đê hủy bỏ phi vụ hợp tác và ngừng cung ứng động cơ ngay bây giờ thì công ty ô tô Đích Lư sẽ rơi vào một tình huống rất khó xử. Trần Ngư ngẩn người, sau đó cô ta bước tới trước mặt Han Mun Ho, hỏi lại, excuse me. Han Mun Ho lạnh lùng đáp lời cô ta, chẳng lẽ tôi còn cần phải lặp lại thêm một lần nữa hay sao? Trần Ngư không nói thêm câu nào nữa, chỉ tiện tay cầm lấy một cuốn tạp chí ở bên cạnh rồi quay về phía Han Mun Ho. Đập thẳng cuốn tạp chí đó vào mặt anh ta. Hành động của Trần Ngư hiên ngang lẫm liệt đến mức vô số những người đàn ông ở xung quanh đó đều ngạc nhiên như muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài. Thậm chí còn có vài tên háo sắc có máu em mờ thầm nghĩ, mình có nên đứng ra chịu đòn thay cho tên Han Mun Ho kia để Trần Ngư cầm tạp chí đập vào mặt mình hay không nhỉ? Bốp! Một âm thanh vang dội vọng khắp căn phòng, gương mặt của Han Mun Ho lại một lần nữa phải chịu tác động lực vô cùng lớn. Anh ta trực tiếp ngã xuống đất. Trần Ngư lạnh lùng nói thêm, anh nghĩ là anh cao giá lắm à? Anh nghĩ bản thân anh có thể sánh được với bạn tốt của nhà họ Trần chúng tôi hay sao? Nghe được những lời này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Câu nói vừa rồi của Trần Ngư là xuất phát từ tận đáy lòng chứ cô ta không phải là hạng phụ nữ giả mù sa mưa như Tôn Dĩnh Thục.
tôi sẽ gọi điện cho cha tôi để bảo ông ấy hủy bỏ phi vụ hợp tác với công ty ô tô Đích Lư của các cô ngay lập tức, cô đúng là đồ vô liêm sỉ. Han Mun Ho bị một người phụ nữ đánh cho ngã sấp mặt xuống đất, anh ta tức giận đến nỗi suýt thì òa khóc ngay tại chỗ. Người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ mà anh ta dẫn tới đây cũng phải ngẩn cả người ra, cô ta đang chứng kiến cảnh tượng gì cơ chứ? Oppa Han Mun Ho từ trước đến nay vẫn luôn ngang ngược hoành hành khắp nơi nhưng khi đến nước Hoa thì lại bị người ta tùy tiện đánh cho một cái mạnh như trời giáng vậy ư. Trần Ngư lạnh lùng nói, anh không cần gọi điện cho bất kỳ ai cả, ngay bây giờ tôi sẽ đích thân gọi điện cho cha của anh để hủy bỏ phi vụ hợp tác với phía các anh ngay lập tức. Anh thực sự cho rằng loại động cơ mà các anh đang cung cấp cho chúng tôi có thể hoạt động mượt mà hơn động cơ mới của tập đoàn nổi tiếng nước Nhật phải không? Vừa mới nói xong câu này, Trần Ngư đã ngay lập tức lấy điện thoại di động ra để gọi điện thoại cho cha của Han Mun Ho. Chủ tịch Han à, ngại quá, con trai của ngài đã có biểu hiện quá xuất sắc ở nước Hoa chúng tôi xin phép hủy bỏ phi vụ hợp tác lần này. Kể từ nay về sau, công ty ô tô Đích Lư sẽ không bao giờ hợp tác làm ăn với tập đoàn Giang Đê thêm một lần nào nữa. Trần Ngư nói bằng giọng lạnh lẽo như băng, còn nữa. Tất cả những xí nghiệp nằm dưới quyền sở hữu của Nam Dương Trần thì cũng sẽ hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Giang Đê. Cô ta căn bản không thèm đợi cha của Han Mun Ho đáp lời mà chỉ nói một tràng thật nhanh rồi trực tiếp cúp điện thoại. Han Mun Ho ngẩn người ngay tại chỗ. Nhà họ Trần hiên ngang khí phách đến vậy sao? Quá trình cung cấp động cơ đang diễn ra bình thường mà bọn họ nói hủy bỏ là hủy bỏ. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ thành phẩm không thể được hoàn thành là một chuyện rất đáng lo ngại ư? Kể từ giây phút Trần Ngư xuất hiện, một chiếc máy quay phim ở tầng 2 cũng lặng lẽ ghi lại tất cả sự việc xảy ra ở nơi này từ nãy đến giờ rồi đưa lên kênh phát sóng trực tiếp. Trên màn hình trực tiếp chỉ toàn là những lời khen ngợi, cơn mưa đạn 666 điên cuồng quét ngang qua màn hình. Công ty ô tô Đích Lư có khí phách quá đi mất. Đúng là không thể nuông chiều theo ý muốn của cái lũ tiểu nhân đến từ đất nước chim bé kia được. Công ty ô tô Đích Lư đỉnh quá đi mất, không từ mà biệt, con mẹ nó nếu như công ty ô tô Đích Lư bắt đầu bán sản phẩm ra thị trường thì tôi sẽ là người đầu tiên bỏ tiền ra mua. Không cần nói nhiều làm gì nữa, sau khi toàn bộ động cơ được thay mới thì tôi sẽ trực tiếp đặt mua trước một chiếc xe ô tô nổi trội nhất của công ty ô tô Đích Lư. Các khán giả đã xem được cảnh tượng này chỉ cảm thấy vô cùng sảng khoái, tất cả đều lên tiếng trầm trồ khen ngợi công ty ô tô Đích Lư. Không thể không thừa nhận, cách xử lý lần này của Trần Ngư đã tạo ra được hảo cảm rất lớn trong lòng bọn họ. Ê này, đây không phải là nữ streamer hàng đầu quan quan của nền tảng phát sóng trực tiếp răng nanh của chúng ta sao? Dạo này cô ấy ít khi live stream lắm nhé, tại sao cô ấy lại có mặt ở chỗ này nhỉ? Con mẹ nó. Đúng là quan quan thật kìa, tôi là fan ruột của cô ấy đấy. Đạo diễn hãy mau mau chĩa máy quay về phía quan quan đi, bọn tôi muốn được ngắm nhìn quan quan cơ. Bên trong máy quay cũng có quay lại cả Dương Quan Quan gần như không hề có cảm giác tồn tại, có điều việc cô ta lọt vào trong ống kính cũng đủ để khiến cơn mưa đạn trở nên điên cuồng, đám đông liên tục yêu cầu đạo diễn chĩa máy quay về phía Dương Quan Quan. Đạo diễn cũng vô cùng hiểu chuyện mà cho Dương Quan Quan một cảnh quay đặc tả. Ôi trời ơi, Quan Quan thay đổi nhiều quá đi mất, tôi có cảm giác cô ấy hiện tại và cô ấy ngày xưa không phải là cùng một người nữa rồi, cô ấy ngày xưa trông có vẻ rất dịu dàng đằm thắm, tại sao bây giờ trông cô ấy lại giống một người phụ nữ mạnh mẽ lực điền như vậy nhỉ? Tôi cũng có cảm giác giống y hệt, cô ấy thay đổi nhiều quá, có điều hai quả bóng trước ngực cô ấy thì vẫn đẹp và tròn trịa như xưa. Không khác tí nào. Từ khi luyện tập võ công, trực giác của Dương Quan Quan trở nên nhạy cảm hơn không ít, dường như cô ta cảm nhận được điều gì nên ngẩng đầu lên nhìn về phía tầng 2. Sau đó Dương Quan Quan không nhịn được mà nhíu mày một cái, cô ta có quen biết với người đang cầm máy quay kia, đó chính là phó tổng giám đốc của nền tảng Livestream răng nanh mà. Han Mun Ho trực tiếp bị đuổi khỏi trung tâm triển lãm xe ô tô. Đường đường là công tử của tập đoàn Giang Đê mà lại rơi vào kết cục chật vật không sao tả nổi. Kết cục của Trần Quang Diệu cũng chẳng tốt đẹp gì, Trần Ngư cắt chức của anh ta ngay tại chỗ, sau đó điều anh ta về Nam Dương úp mặt vào tường hối lỗi. Những người còn lại không còn việc gì khác. Dương Quan Quan lập tức bước tới chặn đường phó tổng giám đốc của nền tảng Livestream răng nanh ngay khi anh ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ô, phó tổng giám đốc sư đấy à?
sao hôm nay anh lại tới đây mở livestream thế? Hơn nữa anh đường đường là một phó tổng giám đốc cơ mà. Dương Quan Quan vừa mở miệng đã hỏi thẳng một câu như vậy. A ha ha, là Quan Quan đây mà. Phó tổng giám đốc Dư bất đắc dĩ cười cười. Tôi cũng hết cách rồi, là sếp lớn ở phía trên giao nhiệm vụ cho tôi đó. Sếp lớn lo lắng nên không tin tưởng để cho ai khác làm việc này, vì thế tôi đành phải đảm nhận. Tôi tuy là phó tổng giám đốc nhưng thực ra cũng chỉ là nhân viên làm công ăn lương thôi, đâu còn cách nào khác. Từ sau khi phòng Livestream của Dương Quan Quan bị giám đốc điều hành nền tảng làm khó dễ, sau đó Tề Đẳng Nhàn dạy dỗ cho vị giám đốc đó một trận, những người ở cấp bậc quản lý của nền tảng Livestream răng nanh đều biết cô ta có người chống lưng nên không thể trêu vào. Cũng vì thế nên dù có bị Dương Quan Quan chặn đường thì phó tổng giám đốc Dư vẫn tỏ ra vô cùng khách sáo, không dám lỗ mãng với cô ta chút nào. Dương Quan Quan không nhịn được mà hỏi, sếp lớn bảo anh đến đây à? Chẳng lẽ sếp lớn biết trước ở đây sẽ có một vụ lớn đáng để livestream? Phó tổng giám đốc Dư nói, một buổi triển lãm xe ô tô như thế này căn bản không đáng để phó tổng giám đốc như tôi đích thân tìm tới đâu, nhưng nhất định sếp lớn đã biết trước ở đây sẽ có sự việc nào đó xảy ra nên mới bảo tôi đến đợi sẵn chờ đưa tin. Dương Quan Quan nhất thời hiểu rõ trong lòng, đột nhiên thấy có hơi bất mãn với cách hành xử của Trần Ngư. Rõ ràng là Trần Ngư đã thương lượng với các lãnh đạo của nền tảng Livestream từ sớm để họ cử người tới đây đưa tin tức. Như vậy thì liệu có phải sự việc của Han Moon Ho cũng là do một tay Trần Ngư gây nên? Cô ta luôn mồm treo hai chữ bạn bè bên miệng, vậy mà lại gây ra những chuyện như thế à? Quả nhiên là khi đứng trước lợi ích thì hai chữ bạn bè không đáng để nhắc tới. Mình phải nói cho Tề Đẳng Nhàn biết mới được, miễn cho anh ta bị đầu độc mà còn không biết. Dương Quan Quan thầm nghĩ vậy trong lòng. Phó Tổng Giám Đốc Dư nói, Quan Quan à, nếu không có chuyện gì bận rộn thì cô nên thường xuyên mở Livestream hơn đi, cô bây giờ là nữ streamer đầu bảng danh chính ngôn thuận của cả khu trò chơi đấy, nếu cô không Livestream thì độ nổi tiếng sẽ tụt xuống rất nghiêm trọng. Dương Quan Quan đáp lại, dạo này tôi không có thời gian rảnh rỗi bao nhiêu. Có điều khi rảnh rỗi thì nhất định tôi sẽ quay lại Livestream. Phó Tổng Giám Đốc Dư nói, không có thời gian chơi trò chơi điện tử thì Livestream một phần cuộc sống hàng ngày của cô cũng được. Dương Quan Quan đáp, biết rồi, tôi sẽ cân nhắc xem sao. Phó Tổng Giám Đốc Dư cười khổ, nếu có bất kỳ streamer nào khác dám nói chuyện với anh ta bằng thái độ sĩ diện như thế này thì anh ta có thể trực tiếp ném văn bản có con dấu của luật sư vào mặt đối phương, nhưng với Dương Quan Quan thì anh ta không dám làm như thế. Vậy tôi đi trước nhé. Buổi Livestream hôm nay đã đạt được số lượng người xem rất tốt, sếp lớn vô cùng hài lòng, tôi phải về nhận thưởng cái đã. Phó Tổng Giám Đốc Dư cười nói. Được thôi, Phó Tổng Giám Đốc Dư đi thong thả. Dương Quan Quan đáp lại bằng giọng lễ độ. Sau khi chào tạm biệt Phó Tổng Giám Đốc Dư, Dương Quan Quan cũng không vội vàng đi tìm Tề Đẳng Nhàn, cô ta đợi đến buổi tối khi họ đã quay về khách sạn thì mới gõ cửa phòng hắn. Trông thấy Dương Quan Quan thế mà lại đến tìm mình lúc trời đã tối, Tề Đẳng Nhàn cực kỳ ngạc nhiên và sửng sốt. Cái cô nàng này lúc nào cũng đề phòng mình như thể mình là một con sói đói, vậy mà ngày hôm nay cô ta lại chủ động đưa bản thân tới cửa phòng. Dương Quan Quan nói với Tề Đẳng Nhàn, tôi có chuyện quan trọng cần kể cho anh, có điều tôi phải nói trước nhé, anh đừng có nghĩ là tôi đang tìm kế khích bác để ly gián hai người. Tề Đẳng Nhàn cười đáp, được. Cô cứ kể đi, tôi biết tôi có thể tin vào mắt nhìn người của cô mà. Dương Quan Quan ngồi xuống rồi bắt đầu câu chuyện ngay, những sự việc xảy ra trong trung tâm triển lãm xe ô tô hôm nay thực ra là do Trần Ngư sắp xếp, thậm chí cô ta còn lặng lẽ tìm đến đề nghị hợp tác với nền tảng Livestream để họ cử người tới Livestream tất cả mọi chuyện. Vừa nói xong câu này, Dương Quan Quan đã lập tức lấy điện thoại ra mở trang tin tức. Chỉ thấy trang web tin tức gần như bị san bằng bởi 6 chữ công ty ô tô Đích Lư. Tất cả các cư dân mạng đều khen ngợi ô tô của công ty ô tô Đích Lư, thậm chí còn bình luận rằng với loại động cơ hỗn hợp mới này thì nếu có nhu cầu họ sẽ gọi công ty ô tô Đích Lư đến lắp đặt ngay lập tức. Đọc đến đây, Tề Đẳng Nhàn cũng phải sửng sốt. Sau đó hắn nhíu mày hỏi, cô ta đang sử dụng chiến thuật đồng tiền yêu nước sao? Mọi thứ hiện ra trước mắt. Rõ ràng Trần Ngư đang lợi dụng tấm lòng yêu nước của nhân dân nước Hoa.
Cô ta đặt công ty ô tô Đích Lư và một con người hiếu chiến đến từ tập đoàn tư bản Triều Tiên ở hai phe đối lập, làm nổi bật lên sự đối lập đó một cách hoàn mỹ bằng thái độ đúng mực hết sức của phe mình. Tập đoàn tư bản Triều Tiên ép buộc công ty ô tô Đích Lư phải xử lý một người nước Hoa, thế nhưng hết lần này tới lần khác công ty ô tô Đích Lư lại mặc kệ, cuối cùng dùng một cước đạp bay tập đoàn tư bản Triều Tiên ra khỏi buổi triển lãm xe ô tô. Bất cứ ai nhìn thấy hành động này đều cảm thấy lòng yêu nước trong mình trào dâng hừng hực. Tuy quê quán của nhà họ Trần hiện tại là ở Nam Dương nhưng dù sao bọn họ cũng là những người mang trong mình dòng máu của nước Hoa, vì thế họ sử dụng chiến thuật đồng tiền yêu nước một cách rất thuần thục, không chút kẽ hở. Cũng nhờ sự việc lần này, mà chỉ trong một đêm ngắn ngủi, công ty ô tô Đích Lư đã nổi tiếng toàn quốc. Nước Hoa là một thị trường rất lớn. Cũng luôn là nan đề rất khó phá giải mà công ty ô tô Đích Lư vắt óc nghĩ cách xử lý bao lâu nay. Dù sao xét về tính bền bỉ thì động cơ ô tô của Nhật Bản vẫn xếp hạng đầu, tiếp đó là địa vị không thể nào lay chuyển của tập đoàn BBA. Nếu như có phân khúc xe giá rẻ được sản xuất trong nước và được chính phủ chống lưng, thậm chí còn cạnh tranh với bọn họ bằng những phương thức ác ý, thì công ty ô tô Đích Lư gần như không có cơ hội kiếm được lợi nhuận khi kinh doanh tại nước Hoa. Nhưng sau đợt Livestream lần này, cuối cùng xe ô tô mang nhãn hiệu Đích Lư cũng thành công nổi tiếng vang dội khắp cả nước Hoa, dù chưa có quá nhiều người mua nhưng về danh tiếng thì bọn họ cũng đã phần nào nắm chắc trong tay. Đúng thế, chính là chiêu trò đồng tiền yêu nước, hiệu quả ra sao thì anh cũng đã chứng kiến rồi đó. Tôi chỉ có thể nói là anh đã bị lợi dụng rồi, bất ngờ lắm phải không? Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn mà lạnh nhạt nói. Gương mặt của Tề Đẳng Nhàn không thể không đen đi vài phần, cuối cùng hắn cũng hiểu được lý do vì sao Trần Ngư lại để chiếc chìa khóa xe rơi vào trong tay Han Moon Ho. Có thể là Han Moon Ho đã thực sự đến tìm cô ta, nhưng chỉ sợ mục đích chính của cô ta chính là muốn mượn chiếc chìa khóa xe kia để làm giấy lên mâu thuẫn phục vụ cho mình. Đừng quên Trần Ngư chính là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Trần, địa vị của cô ta không khác là bao so với Từ Ngạo Tuyết ở nhà họ từ khi trước. Là kiểu nói một thì không có hai. Một người phụ nữ như vậy liệu có thể không có đầu óc hay sao? Nếu cô ta chỉ có nhan sắc thì đâu khác gì một cái bình hoa xinh đẹp nhưng rỗng tuếch cơ chứ. Dương Quan Quan nói, anh cũng không cần quá tức giận đâu, dù sao anh cũng chẳng chịu tổn thất gì mà. Tôi nói cho anh những thứ này cũng chỉ vì muốn nhắc nhở anh rằng đừng quá tin vào hai chữ bạn bè từ miệng người khác. Tề Đẳng Nhàn nghĩ mà thấy trong lòng mình khó chịu. Nếu ngay cả bạn bè mà cũng không thể tin tưởng được thì liệu hắn còn có thể tin tưởng được ai đây? Cũng vì thế nên từ trước đến nay hắn luôn rất thích một câu nói trong tiểu thuyết nếu có thể dùng máu và nước mắt báo đáp ân nhân, sống chết có xá gì. Những bộ quần áo thời trang có một thời kỳ trở thành xu hướng cực thịnh, thế mà cũng biến thành hoa cúc ở ngày hôm qua. Thứ có thể soi sáng con người từ xưa tới nay cũng chỉ có duy nhất hai chữ nghĩa khí mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cọ những ngón tay vào nhau, chậm rãi nói. Anh đừng có lấy mấy câu trong tiểu thuyết ra mà coi như chân lý cuộc đời nữa. Tỉnh lại đi. Tuy anh thực sự đã bị lợi dụng nhưng cũng không cần quá giận dữ làm gì, bởi vì nhà họ Trần cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Vậy mà lúc này Dương Quan Quan lại là người an ủi Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn quay sang liếc nhìn cô ta một cái rồi nói. Nếu hôm nay cô ngủ lại ở nơi này thì chắc chắn tôi sẽ cực kỳ hài lòng, không hề giận dữ một chút xíu nào hết. Dương Quan Quan ngẩn người, tiếp đó liền quả quyết đứng dậy, thế thì anh cứ việc giận dữ đến chết luôn đi. Xin kính chào quý ngài nhé. Vừa dứt lời, cô ta đã vọt ngay ra khỏi phòng mà không để cho con sói già háo sắc kịp có cơ hội phản ứng lại. À, sao tim mình lại đập nhanh như vậy, thậm chí trong lòng mình còn có chút mong đợi nữa chứ. Xem ra mình thực sự đã lớn tuổi nên đầu óc hỗn loạn quá rồi. Dương Quan Quan vỗ lên hai gò má, ép chính mình phải bình tĩnh lại rồi quay về phòng. Tề Đẳng Nhàn lại cảm thấy mình không thể nhịn được dù chỉ là một giây một phút nào nữa, hắn đứng lên đi tìm Trần Ngư ngay lập tức. Đương nhiên là Tề Đẳng Nhàn muốn tìm tới chỗ Trần Ngư để nói rõ ràng mọi chuyện rồi. Dù sao những loại chuyện thế này nếu không được giải quyết rõ ràng thì trong lòng đôi bên sẽ khó tránh khỏi việc có một cây gai găm chặt ở đó. Anh đợi tôi một chút nhé. Sau khi cửa phòng bị gõ vang, Trần Ngư chỉ hé mở ra một khe cửa rất nhỏ rồi híp mắt cười cười. Gương mặt của Tề Đẳng Nhàn vẫn đen xì xì.
Chỉ sau vài phút đồng hồ, Trần Ngư lại lần nữa mở cửa phòng ra. Tề Đẳng Nhàn bước vào bên trong, sau đó hai tròng mắt của hắn suýt chút nữa thì rơi lộp bộp xuống đất. Trần Ngư đang mặc trên người một bộ váy bó sát màu đen, hở một bên vai, có đường xẻ tà cao vút, cặp chân thon dài đi tất ra chân màu đen mỏng, bên dưới là một đôi giày cao gót 7 phân màu đỏ có mũi đen. Bộ trang phục này khiến khí chất và vóc dáng của cô ta trở nên nổi bần bật. Trên trời có 3 triệu ông Phật tổ thì khi gặp cô ta cũng phải sa đọa xuống hồng trần. Chỉ một sắc đen đơn giản đã giúp Trần Ngư đạt được thành tựu đóa hoa sinh giết chết cả trăm ngàn bông hoa. Cô chuẩn bị đi dự tiệc tối đấy à? Tề Đẳng Nhàn nhíu mày hỏi. Không phải đâu, tôi chỉ muốn làm anh bớt giận một chút. Trần Ngư vừa cười tủm tỉm vừa nói, cặp mắt cong cong như vầng trắng, đôi môi đỏ mọng óng ánh dưới ánh đèn chiếu rọi. Tề Đẳng Nhàn nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng cái này mà cô muốn tôi nguôi giận. Không ngờ cô lại đi tính kế tôi, tính kế người bạn tốt nhất của nhà họ Trần các cô. Trần Ngư nói, tôi biết rồi, anh đừng tức giận nữa. Cô ta chủ động kéo tay Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống sofa, sau đó dịu dàng hiền thục dâng trà rót nước cho hắn. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, tôi rất bất mãn với thủ đoạn vừa lợi dụng tôi vừa sử dụng chiêu trò đồng tiền yêu nước của cô. Trần Ngư lại nói, tôi biết rồi, chẳng phải tôi đã xin lỗi anh rồi đấy sao? Anh nhìn đi, tôi mặc bộ này có đẹp không? Nói xong câu này, cô ta xách váy lên rồi nhẹ nhàng xoay một vòng. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn chỉ tập trung ở bộ phận xẻ tà kia. Hắn vô thức nói, đẹp, mà có đẹp hay không cũng không quan trọng, quan trọng là con người tôi vốn là loại thích hút thuốc, thích uống rượu, thích ăn thịt ngon, ngủ sớm dậy sớm, không cần rèn luyện võ công, cũng thích kết bạn với những người khác giới. Trần Ngư cười hì hì rồi nói, chẳng phải chuyện này cũng không hề mang lại chút tổn thất gì cho anh hay sao? Hơn nữa tôi còn khiến thương hiệu Đích Lư trở nên nổi tiếng, có thể đảm bảo sau này chúng ta sẽ không bị lỗ vốn. Tề Đẳng Nhàn đen mặt nói, nhưng cô lợi dụng tôi. Trần Ngư lại trả lời, Hướng Tổng cũng có đầu tư cho công ty ô tô Đích Lư của chúng ta, anh và Hướng Tổng tuy hai mà một, tôi khiến cho Đích Lư trở nên nổi tiếng, vậy là tất cả mọi người đều có thể kiếm được tiền rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, cô giỏi tổn thương bạn bè của cô đấy nhỉ. Biểu cảm trên gương mặt của Trần Ngư cứng đờ, cô ta đá rơi một chiếc giày cao gót, sau đó duỗi chân ra rồi nhắm mắt lại, thôi được rồi. Anh làm gì thì làm đi, không hết giận thì cũng kệ anh đấy. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, sau đó nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, cô thực sự là người rất thông minh, chỉ trong thoáng chốc đã giúp cho công ty ô tô Đích Lư trở nên nổi tiếng mà thậm chí còn không cần bỏ ra một xu nào để quảng cáo về công ty, cô thực sự rất có đầu óc kinh doanh, cô là một thiên tài. Thực ra tôi không để bụng chuyện tôi bị cô lợi dụng một chút, dù sao tập đoàn Hướng thì chúng tôi cũng có đầu tư vào công ty ô tô Đích Lư mà. Nhưng nếu cô đánh tiếng với tôi trước thì chắc hẳn tôi cũng sẽ đồng ý phối hợp. À, cảm giác khi sờ vào xe ô tô do các cô sản xuất thật là sướng tay, ồ ồ, thân xe thì vừa cân xứng vừa thon dài, bánh xe thì vừa mềm dẻo vừa nhẵn nhụi. Trần Ngư cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản thân, nếu không cô ta đã phì cười rồi. Dĩ nhiên cô ta không cảm thấy những gì mình đang làm là trơ trẽn. Trái lại cô ta còn nghĩ mình đã sử dụng chuẩn xác và triệt để tác dụng của bản thân. Nếu như một cô gái xinh đẹp không biết sử dụng nhan sắc xinh đẹp của mình để làm nũng thì chẳng phải là phí của trời cho hay sao? Thế nghĩa là anh không tức giận nữa phải không? Trần Ngư hỏi. Ừ thì vẫn còn hơi tức giận, nhưng có lẽ sắp hết tức giận rồi. Tề Đẳng Nhàn chân thành đáp lại. Trần Ngư cười đùa rụt chân lại, đầu ngón chân gợi cảm móc lấy giày cao gót trên đất. Kéo nó về phía mình, anh có tức giận thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, lỡ đâu giận quá hại đến cơ thể thì đó càng không phải là chuyện của tôi. Tề Đẳng Nhàn nói, chơi thì chơi, quậy thì quậy. Lần sau nếu cô làm những chuyện tương tự thế này thì phải sớm báo cho tôi từ trước, nếu không tôi sẽ trở mặt thật đấy. Trần Ngư nói, anh trở mặt thì cùng lắm tôi cho anh mượn hai đùi là được chứ gì. Tề Đẳng Nhàn nhắm hai mắt lại, ngồi dịch sang phía cô ta. Dài giọng vòi vĩnh, cô mau tìm cho tôi một lý do để tôi tức giận rồi trở mặt với cô đi. Trần Ngư cười ha ha một tiếng, thế là đủ rồi, lòng tham không đáy, rắn mà đòi nuốt voi. Tôi coi anh là bạn mà anh muốn chơi chân của tôi à?
Tề Đẳng Nhàn chỉ nghĩ có phải những người phụ nữ xinh đẹp đều hiểm độc như thế này không nhỉ? Hướng Đông Tinh đã quá hiểm độc rồi, vậy mà Trần Ngư còn hiểm độc hơn cả cô ta. Công ty ô tô Đích Lư đã trói chặt lợi ích của bản thân với lợi ích của tập đoàn Hướng Thị, nếu cô ta chỉ gây ra một chút chuyện như thế này thì đương nhiên là Tề Đẳng Nhàn sẽ không đến mức trở mặt. Công ty ô tô Đích Lư kiếm được càng nhiều lợi nhuận thì tập đoàn Hướng Thị cũng có thể hưởng càng nhiều lợi nhuận, đây là chuyện tốt, mọi người đều kiếm được tiền. Kể từ khi lôi kéo Hướng Đông Tinh đầu tư cho công ty ô tô Đích Lư, Trần Ngư đã buộc chặt tất cả mọi người vào cùng một chỗ, không còn bất kỳ tình huống nửa vời nào nữa. Thực ra tôi đưa chiếc chìa khóa xe đó cho Han Moon Ho là bởi tôi cảm thấy anh ta có lẽ là một con người vừa ngạo mạn vừa thích khoe khoang. Anh ta cầm chìa khóa xe của anh, chắc chắn anh sẽ thấy anh ta không vừa mắt, giữa hai người khó mà không nảy sinh mâu thuẫn. Cũng vì thế nên tôi đã sớm sắp xếp người của nền tảng Livestream răng nanh đợi sẵn để mượn cơ hội này làm đòn bẩy cho danh tiếng của cả nhãn hiệu. Trần Ngư tựa người vào sofa, tư thế vô cùng tao nhã, trong tay còn cầm thêm một ly rượu vang đỏ, nói bằng giọng hờ hững lạnh nhạt. Tề Đẳng Nhàn hỏi, nếu vậy thì đối tác làm ăn tiếp theo của cô là ai? Trần Ngư đáp lời, đương nhiên là một trong hai tập đoàn Phong Điền hoặc Bôn Điền rồi. Động cơ của Phong Điền có thể được coi là số một thế giới, tại sao chúng ta lại phải tìm đến những người khác? Tề Đẳng Nhàn không nói thêm gì nữa, được rồi, ngay từ đầu hắn đã đánh giá sai dã tâm của Trần Ngư. Chỉ có điều yêu cầu ban đầu của Phong Điền có hơi quá đáng, tôi không chấp nhận là vì muốn lợi dụng tập đoàn Giang Đê thêm một chút. Anh nghĩ khi tôi từ chối tập đoàn Phong Điền thì họ không cảm thấy đáng tiếc hay sao? Dù sao nhà họ Trần cũng có toàn quyền định đoạt cả một thị trường lớn như Nam Dương. Anh cứ chờ mà xem, sẽ nhanh thôi, họ sẽ chủ động tìm tới tận cửa và hơn nữa sẽ còn mang đến những điều kiện rất tốt. Tề Đẳng Nhàn há hốc miệng, mẹ nó cái câu bày mưu tính kế hóa ra được dùng để nói về cô sao? Trần Ngư đáp, dùng để nói về tôi chứ không phải dùng để nói về mẹ tôi đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, trò cười của cô chẳng buồn cười chút nào cả. Trần Ngư cười nói, tôi lại cảm thấy anh rất buồn cười, thế nên tôi không nhịn được mà muốn trêu anh một chút. Cô đang khiêu khích tôi phải không? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Gương mặt của Trần Ngư hơi dần dật, cô ta chỉ muốn đập một cái vào đầu hắn. Trong lúc bọn họ trò chuyện với nhau, cánh cửa bị gõ vang. Trần Ngư đứng dậy bước ra mở cửa, sau đó cười nói, Tôn phu nhân, tôi đã đợi chị rất lâu rồi. Tôn Dĩnh Thục đang đứng ở ngoài cửa với gương mặt vô cùng bình tĩnh, cô ta cũng ăn mặc vô cùng xa hoa lộng lẫy, thể hiện rõ khí chất của một người đàn bà hiền thục. Tề Đẳng Nhàn cũng sửng sốt ngạc nhiên, tại sao quá phụ Tôn lại tìm tới đây? Sau đó hắn cũng hiểu rõ hơn một chút, mục đích của Trần Ngư khi mặc bộ váy này có phân nửa là để khiến hắn nguôi giận, nhưng chắc hẳn quá nửa trong số đó chỉ sợ là bởi cô ta muốn ganh đua sắc đẹp với quá phụ Tôn Dĩnh Thục ấy nhỉ? À, Tề Tổng cũng ở đây à? Tôi còn đang định hỏi anh đây, tại sao anh lại thất hẹn với tôi thế? Chúng ta đã hẹn sẽ ăn cơm cùng nhau cơ mà. Trông thấy Tề Đẳng Nhàn, Tôn Dĩnh Thục bèn nở nụ cười rồi hỏi. Ha ha ha, Tôn phu nhân, có lẽ là bởi tôi đang ở thành phố Tây Hà nên anh ấy mới vội vàng tìm đến. Những lời này của Trần Ngư đúng là đã mượn lực của kẻ thù để phản đòn lại. Quả nhiên Tôn Dĩnh Thục lập tức trở nên giận dữ. Chẳng phải Trần Ngư đang gián tiếp nói rằng mị lực của cô ta không bằng mị lực của Trần Ngư hay sao? Vì vậy nên cô ta chớp chớp mắt, cười nói, Tề Tổng à, thất hẹn với một người phụ nữ không phải là hành vi nên làm của một quý ông đâu. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, đây chẳng phải là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hay sao? Trần Ngư khoát tay chặn hỏng Tôn Dĩnh Thục ngay lập tức, mời Tôn phu nhân hãy ngồi xuống nói chuyện cùng chúng tôi đi. Để xem tài phiệt Thượng Tinh rốt cuộc có muốn tiến vào thị trường Nam Dương hay không nào. Vừa nghe được những lời này, mi tâm của Tề Đẳng Nhàn cũng dần giật, trong lòng hắn thầm cảm thán rằng Trần Ngư quả là trâu bò lợi hại, tài cao gan lớn, cô ta muốn quấy cho vũng nước này càng thêm đục hay sao mà đến cả một con cá mập lớn như tài phiệt Thượng Tinh cũng dám mời đến đây. Tầm mắt và thủ đoạn của Trần Ngư đều mạnh mẽ vượt qua người thường. Tề Đẳng Nhàn cũng không thể không tán thưởng một tiếng ở đáy lòng, ngự tỷ này thật sự là trâu bò, ngay cả loại cá mập lớn như Thượng Tinh tài phiệt cũng dám bỏ vào ao để nuôi. Đương nhiên,
Tài phiệt Thượng Tinh chúng tôi đã sớm có ý hợp tác với tập đoàn Trần Thị, chẳng qua, đây là đơn phương tình nguyện của chúng tôi mà thôi. Tôn Dĩnh Thục cười nói. Tình cảnh hiện tại của cô rất đáng lo ngại, nhìn thì như một bàn tay nắm giữ quyền hành, thật ra là vòng xoáy ngầm mãnh liệt, Thôi Ra một mực nhắm vào cô, muốn đá cô rớt từ trên cao xuống. Nếu như vào lúc này, có thể lôi kéo được một đối tác mạnh mẽ như Nam Dương Trần Thị, đối với việc củng cố địa vị của cô mà nói, là một chuyện tốt. Trần Ngư nói, vậy chúng ta cùng nhau nói chuyện đi, thật ra, tôi cũng rất hứng thú với một ít sản phẩm công nghệ cao của Thượng Tinh. Tiếp theo, chính là tiến vào giai đoạn đàm phán kinh doanh. Đại khái là Thượng Tinh đưa ra công nghệ và thiết bị, Trần Thị bên này cung cấp chính sách của chính phủ và một số nguyên liệu quý giá, hơn nữa còn giúp khai phá thị trường khu vực Nam Dương. Sự việc được nói tiếp, Tôn Dĩnh Thục thở phào nhẹ nhõm, dù sao, Trần Thị bên này dường như là thật lòng muốn hợp tác. Tề Tổng, ngày mai đừng có mà cho tôi leo cây nữa, chờ anh cùng ăn cơm. Trước khi đi Tôn Dĩnh Thục cười ưu nhã với Tề Đẳng Nhàn. Được rồi, Tề Đẳng Nhàn mở miệng là đáp ứng, nhưng cho leo cây hay không lại là một chuyện khác. Trong lòng Tôn Dĩnh Thục không khỏi hừ lạnh, lần trước hắn cũng đáp ứng như vậy, kết quả ngày hôm sau đã cho cô leo cây, người đàn ông dám cho mình leo cây, đúng là không thấy nhiều. Đợi đến sau khi Tôn Dĩnh Thục đi, Trần Ngư mới cười nói với Tề Đẳng Nhàn, cẩn thận một chút. Đây chính là người phụ nữ ăn thịt người không nhả xương, quá phụ đen chân chính, kịch độc Trúc Diệp Thanh. Tề Đẳng Nhàn liếc cô một cái, cười lạnh nói, cô cũng chẳng kém bao nhiêu, cũng không thấy cô nhổ xương. Trần Ngư đắc ý khom lưng, nhẹ nhàng đem ngón trỏ tay phải đi từ mắt cá chân của mình trượt một đường lên đầu gối. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình sắp hít thở không thông, khoát tay áo nói, tạm biệt. Yêu nghiệt như cô vẫn nên nhanh chóng trở về Nam Dương gây họa cho mấy người đàn ông bên kia đi, đến Hoa Quốc ít thôi. Trần Ngư nhẹ nhàng đưa tay đỡ cặp kính không gọng của mình, cười nói, Nam Dương dù sao cũng là quốc gia nhỏ của quả phụ, làm sao thú vị bằng Hoa Quốc. Tề Đẳng Nhàn chẳng muốn nói nhiều với cô, tuy rằng cô mặc vớ đen thật sự rất đẹp, nhưng nhìn nhiều chỉ tổn hại cơ thể thôi. Tề Đẳng Nhàn mỗi ngày đều muốn nhìn cô gái. Bởi vì nhìn cô gái có thể làm cho tâm tình hắn sung sướng, nhưng mà, xem nhiều thì hăng quá hóa dở. Trên đường Tôn Dĩnh Thục về biệt thự thuê lại, nhận được báo cáo của thuộc hạ, không kìm được hung hăng lắp bắp kinh hãi. Ngôn Đông Húc, thua trong tay Tề Đẳng Nhàn. Hơn nữa, chỉ dùng một chiêu. Đùa tôi đấy à, Tôn Dĩnh Thục vô cùng khiếp sợ nói. Vâng, thưa bà, cũng chỉ dùng một chiêu mà thôi, người Ngôn Đông Húc đã bay ra ngoài. Hơn nữa phế rồi. M. Thanh nặng nề của thuộc hạ báo cáo. Tôn Dĩnh Thục hít một hơi khí lạnh, nói, Hoa Quốc thật đúng là đất rộng của nhiều, nhân tài liên tục xuất hiện. Ngôn Đông Húc được ca ngợi là thiên tài võ đạo mạnh nhất của Triều Tiên, lại một đòn bị đánh bại, không thể tưởng tượng nổi. Danh tiếng của Ngôn Đông Húc, ở Triều Tiên có thể nói là như sấm bên tai, ai cũng biết, hắn là đồ đệ số một võ học của Hàn Thành Tuấn. Tương lai. Càng là việc thừa kế quá dễ dàng sự tồn tại của Taekwondo Thái Dịch, thế nhưng, hắn vừa mới đến Hoa Quốc, đã gặp phải cảnh thất bại như vậy. Xem ra, ngày mai nhất định phải gặp Tề Đẳng Nhàn một lần, để cho hắn ra tay giúp tôi mang bảng hiệu Tôn ra về. Tôn Dĩnh Thục mím môi, ánh mắt kiên nghị. Cô tuy rằng là người quản lý Tài Phiệt Thượng Tinh, nhưng Tài Phiệt Thượng Tinh dù sao cũng là thế lực tư bản, mà không phải là thế lực võ học hay thế lực giang hồ. Hàn Thành Kiều ở Triều Tiên cũng chính xác là tồn tại thiên hạ vô địch, cho dù cô có nhiều tiền hơn nữa, người ta cũng sẽ không thèm liếc cô một cái. Lúc trước, bố của Tôn Dĩnh Thục đánh cuộc danh dự của Hàn Thành Kiều, kết quả lại kết thúc thảm bại, hơn nữa rơi vào nội thương, không quá vài năm đã đi đời nhà ma. Bảng hiệu Tôn gia cũng rơi vào tay Hàn Thành Tuấn. Cho đến khi qua đời bố vẫn còn nhớ mãi tấm biển kia. Vì thế... Việc này cũng trở thành một nỗi buồn phiền của Tôn Dĩnh Thục, những năm gần đây, không ít lần nghĩ biện pháp lấy lại tấm biển, đáng tiếc đều là kết thúc thất bại. Thậm chí, cô muốn dùng ân tình của Triệu Hồng Tụ, nhưng mà, lại cảm thấy làm như vậy, không khỏi quá đáng tiếc một chút. Triệu Hồng Tụ chính là thiên phạt của Triệu gia, kỳ nữ số một trên thế giới, nếu như dùng nhân tình này rồi, về sau không nhất định còn có cơ hội tiếp xúc. Bên này, Tề Đẳng Nhàn rời khỏi Trần Ngư. Chỉ cảm thấy bụng đầy tức giận cần phát tiết.
vừa vặn nhìn thấy Đồ Tể cùng Dạ Ma đang đi dạo bên ngoài khách sạn, đi tới nói, trễ như vậy không ngủ, ở chỗ này làm gì đây? Đồ Tể nhe răng nhếch miệng cười nói, nhị nương gia, tôi đây không phải là sợ tên nhóc Dạ Ma này muốn chạy trốn, cho nên đi theo cậu ta sao? Dạ Ma vội vàng nói, tôi tuyệt đối sẽ không chạy trốn. Tề Đẳng Nhàn nói, phải không? Chạy trốn là không thể nào. Trong nhà tù Udo ai nấy đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, tôi vô cùng thích nhà tù Udo. Dạ Ma cười nói. Tề Đẳng Nhàn nói, cho rằng trước đây cậu có khuynh hướng chạy trốn, tôi phải dạy dỗ cậu. Sau đó, hắn ấn Dạ Ma xuống đánh một trận. Đồ Tể ở một bên nhìn liên tục nhe răng, trốn thật xa. Sau khi chỉnh đốn Dạ Ma xong, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy tâm tình thoải mái hỏi, còn muốn chạy hay không? Dạ Ma che mặt mình, thần sắc u oán nhìn Đồ Tể, nếu không phải gã mập mạp chết tiệt này nhiều miệng, mình làm sao có thể bị đánh một trận ác độc. Tề Đẳng Nhàn hài lòng vỗ vỗ tay, tâm tình khoái trá trở về phòng mình. Dạ Ma thoáng cái đứng dậy, nhào tới tìm Đồ Tể liều mạng, nhưng hai người đều là kẻ tám lạng người nửa cân, đánh nửa ngày cũng không đánh ra được kết quả, ngược lại gây mệt mỏi cho nhau. Biến thái, đời này chúng ta cũng đừng suy nghĩ nhiều, thành thành thật 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 ở trong nhà tù Udo trôi qua nửa đời sau là được. Tự do hay gì đó, không có duyên với chúng ta. Đồ Tể nằm trên mặt đất, bình tĩnh nói. A a a, tốt con mẹ nó không cam lòng. Dạ Ma giận dữ quát. Nhị nương gia nói không sai, chúng ta giết nhiều người như vậy, có thể sống, đã là ông trời ban ơn. Đôi khi, làm người phải có lòng biết ơn. Đồ Tể nói. Dạ Ma chỉ cảm thấy tên mập mạp chết tiệt này bây giờ giống như biến thành một chiếc da, nhưng mà, cũng chỉ có thể ủ rũ nhận mệnh. Không có biện pháp, một ngày Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn còn chưa chết, vậy bọn họ một ngày không được ra ngoài. Ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn bị Tôn Dĩnh Thục chặn cửa. Điều này làm cho hắn không khỏi kinh ngạc, Tề lão tử mị lực lớn như vậy sao, đều có thể làm cho Tôn Dĩnh Thục vị quả phụ xinh đẹp của Triều Tiên này đến chặn cửa. Tề Tổng, hôm nay đừng hòng cho tôi leo cây, Tôn Dĩnh Thục cười tủm tỉm nói. Nhìn nụ cười của nàng, Tề Đẳng Nhàn không khỏi sờn tóc gáy, không khỏi nhớ tới lời cảnh cáo của Trần Ngư tối hôm qua. Người đàn bà này chính là tồn tại giống như quả phụ đen, Trúc Diệp Thanh, đây là kìm nén ý xấu gì tới tìm mình. Tề Đẳng Nhàn ho khan một tiếng, nói Tôn Phu Nhân, ngài đừng cười đến mức kiếp đảm như vậy được không? Nhìn kỳ lạ khủng khiếp. Tôn Dĩnh Thục trực tiếp giật mình tại chỗ, chính mình cười đến mức làm người ta sợ hãi. Vậy tôi phải nghiêm mặt nói chuyện với anh sao? Tôn Dĩnh Thục cười nói, anh cũng là người đàn ông duy nhất chiếm tiện nghi của tôi. Trên thực tế, Tôn Dĩnh Thục bất kể là bán đáng thương, hay là giả bộ nhu nhược, dùng ở chỗ Tề Đẳng Nhàn này, đều không có tác dụng gì. Sau khi chứng kiến sự hồn nhiên thiên thành của Irina Zinva, tất cả diễn xuất của phụ nữ, ở trong mắt hắn, chẳng qua cũng chỉ là mây bay mà thôi. Tôn Dĩnh Thục hôm nay mời Tề Đẳng Nhàn ăn cơm không nói, còn tặng quà, một cái đồng hồ Rolex trị giá hơn 80 vạn với một cái thắt lưng Hermes mười mấy vạn. Đợi đến khi bữa tiệc chấm dứt, cũng không đàm luận thành công chuyện gì, Tề Đẳng Nhàn xảo trá tàn nhẫn, vốn không tiếp chiêu, điều này làm cho cô rất đau đầu. Tề Tổng, anh không thân sĩ như vậy sao? Tôn Dĩnh Thục có chút bất đắc dĩ. Trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn đưa tay nắm cổ áo hắn. Tôn Phu Nhân, tôi làm gì không thân sĩ chứ? Đồng Đẳng cười tủm tỉm nói. Tôn Dĩnh Thục rốt cục vẫn nhịn không được mở miệng nói, tôi có một việc, muốn mời Tề Tổng giúp một tay. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, Tôn Phu Nhân chính là một trong những chấp trưởng giả của tài phiệt thượng tinh, chuyện mà ngay cả cô cũng không làm được, tôi càng không có biện pháp. Cho nên, vẫn là đừng nói chuyện này. Đỡ phải ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Trong lòng Tôn Dĩnh Thục nổi trận lôi đình, mình với hắn có quan hệ gì có thể ảnh hưởng? Mối quan hệ tồi tệ. Chuyện này, chỉ có Tề Tổng có thể giúp tôi. Tôi biết, Tề Tổng ngày hôm qua đánh bại Ngôn Đông Húc, người thừa kế tương lai của thái dịch Taekwondo này. Tôn Dĩnh Thục nói. Tôi muốn mời Tề Tổng giúp tôi khiêu chiến Hàn Thành Quyên, lấy tấm biển của gia tộc chúng ta từ chỗ hắn. Đây là di nguyện của bố tôi, cũng là nỗi lòng của Dĩnh Thục cho tới nay. Nếu Tề Tổng nguyện ý giúp việc này, vậy Dĩnh Thục nhất định cảm kích vô cùng.
Tôn Dĩnh Thục không muốn cho Tề Đẳng Nhàn cơ hội đánh Thái Cực, trực tiếp nói ra thỉnh cầu của mình, muốn hắn đánh bại Hàn Thành Quyên, lấy lại tấm biển Tôn gia. Kỳ thật, Tề Đẳng Nhàn đối với Hàn Thành Kỳ là cao thủ võ học cao cấp, dung nhập bát quái trưởng vào Taekwondo, tự nghĩ ra tông sư thái dịch Taekwondo, vẫn rất hứng thú. Nhưng mà, cảm thấy hứng thú cũng không nhất định nói rằng hắn muốn đồng ý thỉnh cầu này của Tôn Dĩnh Thục. Cho nên, hắn đương nhiên lắc đầu từ chối. Phu nhân, tôi rất bận rộn, không có chỗ cho việc này, ngài mời Cao Minh khác đi. Ồ, ngài không phải đã tìm Triệu Hồng Tụ sao, cô ấy nhất định có thể đánh Hàn Thành Tụ thành mắc gồ, nhờ cô ấy đi. Tề Đẳng Nhàn vung tay. Tề Tổng, Tôn Dĩnh Thục u oán kêu, vậy mà làm núng. Tề Đẳng Nhàn cười cười, rất bình tĩnh, ngày hôm qua mới gặp qua yêu nghiệt Trần Ngư kia, Tôn Dĩnh Thục đối với hắn không cách nào hình thành lực sát thương gì. Trong ánh mắt u oán của Tôn Dĩnh Thục, Tề Đẳng Nhàn cáo từ rời đi. Chơi chùa một bữa tiệc lớn, cộng thêm mấy trăm ngàn quà tặng, rất tốt. Tên này, tuổi còn trẻ, lại là một tên lưu manh, dầu muối không vào. Tôn Dĩnh Thục tức giận đến không chịu nổi, liên tục nghiến răng, hận không thể xé thịt Tề Đẳng Nhàn xuống. Cô cảm thấy thái độ của mình đã đủ thành khẩn, nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn không chút nghĩ ngợi đã từ chối, quá ghê tởm. Tôn Dĩnh Thục tức giận nghĩ, cũng tốt, vậy thì giúp anh Lăng Xê, anh không đi tìm Hàn Thành Tụ, vậy tôi sẽ để cho anh ta tới tìm anh. Lấy khả năng của Tôn Dĩnh Thục, muốn thổi phồng việc này, dĩ nhiên là không thể đơn giản hơn. Trong lúc nhất thời, bên trong Triều Tiên nổi lên sóng to gió lớn, toàn bộ giới võ học đều bị khiếp sợ. Ngôn Đông Húc vị thiếu niên thiên tài này, vậy mà bại trận ở Hoa Quốc, hơn nữa còn bị một chiêu đánh bại. Ngay sau đó, dưới sự sắp xếp của Tôn Dĩnh Thục, tiếng nghi ngờ ùn ùn kéo đến, bắt đầu bao phủ tới hướng của Thái Dịch Taekwondo. Một đám người bắt đầu nghi ngờ Thái Dịch Taekwondo có phải thật sự có năng lực thực chiến hay không, Hàn Thành Kiều được khen là cao thủ số một, có đúng là hư danh mà thôi hay không. Dù sao, đồ đệ của anh ta, bị một chiêu đánh bại. Tề Tổng, anh bày chuyện rồi. Lúc Tề Đẳng Nhàn ở trung tâm triển lãm xe nhìn thấy Trần Ngư, cô ấy đã không còn mặc trang phục tối hôm qua nữa. Như cô ấy nói, luôn luôn cung cấp cho các người mẫu xe hơi một con đường sống. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày nói, chuyện gì? Trần Ngư nói, anh đánh Ngôn Đông Húc tàn phế, chuyện này ở trong nước Triều Tiên gây ra thảo luận rất kịch liệt, thậm chí còn liên lụy đến người số một của Triều Tiên là Hàn Thành Quyên. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt, nói tôi cũng không nghĩ tới, chuyện này sẽ huyên náo lớn như vậy. Trần Ngư lắc đầu nói, sự việc chính xác sẽ không lớn, nhưng dưới sự trợ giúp của người có tâm, vậy thì không dễ nói. Những tin tức này, có thể thấy rõ ràng, có người cố ý kích động mâu thuẫn. Tôn Dĩnh Thục. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn không khỏi lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Trần Ngư cười cười nói, ngoại trừ là cô ta, còn có thể có là ai đây? Cô ta vốn có mâu thuẫn với Thái Dịch Taekwondo, chẳng qua, cô ta là một thương nhân, không động vào được chuyện của giới võ đạo. Còn nữa chính là, năng lực thực chiến của Thái Dịch Taekwondo là thật sự rất mạnh. Cô ta từng bỏ tiền tổ chức mấy buổi giao lưu Taekwondo, chính là nhằm vào Thái Dịch Taekwondo. Kết quả, Hàn Thành Kiều người ta vừa lên sân khấu, nở hoa ra giết chết trăm hoa. Đám tông sư của Triều Tiên, ở trước mặt hắn. Chẳng qua chỉ tồn tại như gà đất chó kiểng. Tề Đẳng Nhàn nó, sáng nay cô ta đã tìm tôi, nói tới chuyện này, còn tặng cho tôi món quà quý giá. Chỉ có điều, tôi từ đầu tới cuối đều không đồng ý. Trần Ngư nói, tối hôm qua tôi đã nói cho anh biết rồi, người phụ nữ này ăn người không nhổ xương, anh cẩn thận một chút. Tề Đẳng Nhàn có chút tức giận, bây giờ bị cuốn vào trận thị phi này, chỉ sợ, Thái Dịch Taekwondo trả thù. Sau này chẳng mấy chốc sẽ kéo nhau mà đến. Mấy cô gái xinh đẹp trong tay cầm vốn liếng, đúng là không ai là đèn đã cạn dầu. Tề Đẳng Nhàn khó chịu nói. Có liên quan gì đến tôi? Đừng có đánh đồng người khác, nếu không tôi sẽ nói với Hướng Tổng. Trần Ngư sửng sốt, sau đó hừ hừ nói. Ha, cô ta cũng không phải người tốt gì, giống mấy người phụ nữ âm hiểm y hệt. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Ngư kinh ngạc nói, cô ấy ngầm hại anh. Tề Đẳng Nhàn kể một chút sự việc, Trần Ngư lại vỗ tay khen ngợi. Tên đàn ông đều cáng chết đi, đáng đời.
Trần Ngư cao hứng nói. Tề Đẳng Nhàn không để ý tới sự đùa cợt của cô, mà là nói, không được, tôi phải đi tìm Tôn Dĩnh Thục cái bà vợ phiền toái này, cô ta một tay hại tôi như vậy, tôi tức giận quá. Trần Ngư nói, bắt chẹt người non tay à, anh nhận quà của người ta, không làm việc, còn không cho phép người ta hại anh. Hơn nữa, chuyện này anh lại không có chứng cớ, cô ta cắn chết không buông nói không phải mình làm, anh có thể như thế nào? Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn nổi giận nói, nếu cô ta không thừa nhận, tôi đánh cho đến khi cô ta thừa nhận mới thôi, nhất định phải giải quyết chuyện này cho tôi. Nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn hầm hừ rời đi. Trần Ngư bất đắc dĩ cười cười, luôn cảm thấy chuyện giữa một tên đàn ông đều cáng với một quả phụ xinh đẹp sẽ không đơn giản như vậy. Trên thực tế, cũng giống như cô nghĩ, sự việc không đơn giản như vậy, rất quỷ dị. Bởi vì, trước khi Tề Đẳng Nhàn qua bên đó, Ngọc Tiểu Long đã xuất hiện trong biệt thự Tôn Dĩnh Thục thuê. Tôn phu nhân, tôi nhận được tin tức cô sắp gặp nguy hiểm, mời cô lập tức di rời theo tôi. Ngọc Tiểu Long nhìn Tôn Dĩnh Thục, thần sắc nghiêm túc nói. Tôn Dĩnh Thục không khỏi sửng sốt nhíu mày nói, cô là ai? Ngọc Tiểu Long đưa ra giấy tờ tùy thân của mình, nói, có người ý đồ giết chết cô, để phá hủy tình hữu nghị quốc tế giữa Hoa Quốc và Triều Tiên. Hơn nữa, trong đoàn đội các cô, đã xuất hiện kẻ phản bội, cho nên, mời một mình cô theo ta rời đi. Trong mắt Park Sung Jin khi đang báo cáo công việc cho Tôn Dĩnh Thục, không kìm được thoáng hiện lên một vẻ bối rối. Ai muốn giết tôi? Tôn Dĩnh Thục sau khi nghe Ngọc Tiểu Long nói, sắc mặt cũng không kìm được trở nên khó coi. Hoa Quốc, vậy mà điều động một vị trung tướng xuất hiện, đến đảm bảo an toàn của mình. Có thể tưởng tượng được, lần này người muốn giết mình, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Ngọc Tiểu Long không trả lời, chỉ nói, kỳ thật, muốn bảo vệ cô, phương thức đơn giản nhất là sử dụng quân đội. Như vậy, ở Hoa Quốc, không ai giết được cô. Tuy nhiên, chúng tôi có những cân nhắc của chúng tôi. Tôn Dĩnh Thục đứng dậy, nói, nếu cô đã đại biểu cho quan chức Hoa Quốc, hơn nữa còn là một vị trung tướng, vậy tôi tất nhiên tin tưởng lời cô nói, tôi đi theo cô. Park Sung Jin lại nói, phu nhân, cẩn thận có bẫy, nếu không chúng ta liên lạc với đại sứ quán trước. Không cần, vị này là nữ chiến thần Hoa Quốc, trung tướng Ngọc Tiểu Long, danh tiếng của cô ấy, không cần nghi ngờ. Tôn Dĩnh Thục nói, Tôn Dĩnh Thục là một người nước ngoài, cảm thấy Ngọc Tiểu Long vô cùng đáng tin, có thể thấy được uy tín cùng uy danh của Ngọc Tiểu Long, rốt cuộc nặng bao nhiêu. Nhân phẩm quý giá, bốn chữ này, cô ấy hoàn toàn xứng đáng. Ngọc Tiểu Long sau khi nghe được lời của Park Sung Jin, chỉ liếc anh ta một cái, lạnh nhạt nói, tôi chỉ phụ trách an toàn của Tôn phu nhân, những người còn lại, cũng không chịu trách nhiệm. Tôn phu nhân, chúng ta đi thôi. Xe ở bên ngoài, lập tức khởi hành. Tôn Dĩnh Thục không nói hai lời đã đồng ý, đi theo Ngọc Tiểu Long rời khỏi biệt thự, tuy rằng không biết sẽ đi nơi nào, nhưng người phụ nữ cao gầy trước mắt này, cho cô một loại cảm giác an toàn mãnh liệt. Đúng lúc này, một bóng người đã xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, hắn thân cao chừng 1m75, dung mạo anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh như đao gọt dìu khắc, dáng người cường tráng, cảm giác áp bách kinh người. Không cần đi, tôi đã tới rồi. Người đàn ông vừa bước vào vừa lớn tiếng nói. Âm thanh của hắn như chuông lớn, vừa vang lên, màng nhĩ của mọi người đều bị chấn động ong ong vang dội, cảm giác rất khó chịu. Tôn Dĩnh Thục vừa nhìn thấy người này, đã cảm thấy một con sông máu ngất trời cuồn cuộn đến nghiền ép mình, đầu óc tê dại một trận. Cô rất rõ ràng, đây là sát khí. Một người, rốt cuộc phải giết bao nhiêu người, mới có thể tích lũy sát khí như vậy. Đồ tể ở lối đi nhỏ của chợ, một số chó sói vô cùng hung ác nhìn thấy đều phải kẹp đuôi đi đường vòng, khứu giác động vật so với con người nhạy bén hơn rất nhiều. Nhưng giờ phút này, Tôn Dĩnh Thục là người bình thường, lại có thể cảm nhận được sát khí trên người đối phương giống như được thực chất hóa, có thể tưởng tượng được đối phương rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long cũng trong nháy mắt ngưng trọng hẳn lên, đây là một kẻ địch có thể nói là mạnh nhất mà cô gặp được cả đời này. Lúc này, trong lòng cô không kìm được vang lên cảnh báo, da đầu từng đợt tê dại. Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy, vào lúc này mấy sợi tóc rối trước trán Ngọc Tiểu Long đều dựng thẳng lên, da thịt lộ ra bên ngoài, lông tơ càng dựng đứng lên, còn nổi lên một tầng da gà thật dày đặc.
anh ta chính là Hồng Thiên Đô, mạnh, quả nhiên rất mạnh. Không hổ là thủ lĩnh huyết bội lâu, làm cho Hoa Quốc chúng tôi đau đầu lâu như vậy. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long lạnh lùng, đồng thời nội tâm sao động bất an, nhưng cũng sôi trào ý chí chiến đấu. Cô gần đây được cao nhân chỉ điểm một tay cổ thái cực, công lực toàn thân đột nhiên tăng mạnh, lại luyện được một chiêu bạo kim đan của Tề Đẳng Nhàn, càng thêm tự tin đối với chính mình. Hồng Thiên Đô cười nói, Ngọc tướng quân không cần chờ nữa, chiến bộ của các cô sắp xếp 21 phế vật kia, toàn bộ đã chết trong tay tôi và thuộc hạ của tôi. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long ngưng trọng, thật không ngờ thương vong thảm trọng như vậy, hơn nữa, cô cũng không có phát giác ra. Cao tầng Hoa Quốc muốn giết tôi, thế mà coi thường như vậy, biết tôi muốn giết Tôn Dĩnh Thục, lại chỉ phái mấy người tới. Là bọn họ quá đề cao Ngọc Tiểu Long cô, hay là quá coi thường Hồng Thiên Đô tôi? Cô giao người cho tôi để cho cô một cái mạng sống sót. Hồng Thiên Đô đứng chắp tay, nhìn thẳng về phía trước, cả người mang theo một luồng khí nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Tôn Dĩnh Thục run giọng nói, Ngọc tướng quân. Ngọc Tiểu Long nói, Tôn phu nhân không cần sợ, chỉ cần còn có một cái mạng của tôi, anh ta sẽ không đả thương được cô. Cô lùi lại và tránh một chút, đừng để nhầm lẫn làm bị thương. Ngọc Tiểu Long hít sâu một hơi, lần này cao tầng sau khi biết Hồng Thiên Đô được thuê đến giết Tôn Dĩnh Thục, sắp xếp cô còn có 21 cao thủ khác đến mai phục Hồng Thiên Đô, chính là vì giết chết hắn ở Hoa Quốc, cắt bỏ họa lớn trong lòng người này. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hồng Thiên Đô không một tiếng động đã giải quyết toàn bộ 21 cao thủ kia, bây giờ, cũng chỉ còn lại một cái phòng tuyến như Ngọc Tiểu Long. Người không cùng đường, lời nói cũng không cùng chỗ. Hồng Thiên Đô, lúc trước anh bán đứng lợi ích quốc gia, thu lợi bất hợp pháp, sau khi sự việc xảy ra, chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn. Anh nếu biết chúng tôi muốn đối phó anh, nhưng vẫn dám đến, vậy hôm nay tôi sẽ giết chết anh ở chỗ này. Ngọc Tiểu Long hít sâu một hơi, tim đập dần dần bình tĩnh lại, ánh sáng hai mắt càng ngày càng mạnh mẽ, giống như hai vầng trăng sáng. Hồng Thiên ngẩn ra, híp mắt nói, à, đạo gia cự linh thần nhãn, khởi đầu này cũng là tư thế của cổ thái cực, xem ra, người gần đây chiếm được cao nhân chỉ điểm. Hai chân Ngọc Tiểu Long bước ra, một trước một sau đứng vững, tay trước hơi giơ lên, tay sau đặt ở trước bụng, động tác lộ ra vẻ tiêu sái mà tự nhiên, toàn thân trên dưới, không có chút sơ hở nào có thể tìm ra. Lúc Hồng Thiên Đô nói chuyện, mắt đối mắt với Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy ánh mắt đối phương chói mắt, làm cho mắt nàng có chút mỏi như. Thị lực cùng một chỗ, Hồng Thiên mạnh hơn cô. Cô nói tôi bán đứng lợi ích quốc gia. Ha ha, vậy cô có biết hay không, là ai bảo tôi làm như vậy, lại là ai sau khi sự việc xảy ra, muốn diệt trừ tôi trước tiên đây? Mấy người vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy biểu hiện, mà không nhìn thấy thứ sâu xa. Có một số chế độ, kỳ thật đã thối rữa rồi. Hồng Thiên Đô cười, hai chân cũng dần dần mở ra, cứ như vậy nhìn Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long gật gật đầu, nói, những thứ này tôi cũng không muốn biết, tôi bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết anh. Lời vô ích không nên nói nhiều, đến đây đi. Để cho tôi mở mang kiến thức xem quốc gia La Hán trước kia của cô, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cơ thể Hồng Thiên Đô đột nhiên thoáng qua một cái, gió thổi cây lớn trăm lá lay động. Phụt một cái, cơ thể anh ta gần như áp sát đất mà đi, trong nháy mắt, khoảng cách 7-8 mét, trong phút chốc đã vượt qua. Dựa theo thế này xông lên, anh ta đã đến trước mặt Ngọc Tiểu Long, cơ thể theo đó đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong nháy mắt trầm người xuống đứng tấn. Đầu lưỡi đặt ở hàm răng trên, trong miệng ngậm một ngụm lớn nước bọt nuốt vào ửng ực, theo âm thanh đánh một quyền. Một chuỗi các động tác liên tiếp, lao xuống, gấp gáp dừng lại, đứng dậy lại xuất quyền công kích, đã khoe ra một thân võ công của Hồng Thiên Đô phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy rằng nói đứng lên vô cùng đơn giản, nhưng lúc thật sự phải đối mặt, mới có thể cảm nhận được cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm kia. Ngọc Tiểu Long nhìn nắm đấm đánh tới ngực. Con người không khỏi co rút lại kịch liệt, một ngụm hơi thở trong nháy mắt chìm vào đan điền, vận khí huyết, chuyển vào trong cánh tay cùng lòng bàn tay. Cô dùng, chính là tuyệt chiêu Tề Đẳng Nhàn bạo kim đan, kích thích thể năng. Vào lúc này Ngọc Tiểu Long không chút thua kém thậm chí còn bước về phía trước một bước, mượn một bước này, tay trái cô vừa nhấc lên, một chiêu pháo quyền,
liều mạng cứng rắn đối đầu với nắm đấm của Hồng Thiên Đô. Một người phụ nữ, lại bá đạo như vậy, Hồng Thiên Đô không nén được mở miệng khen ngợi. Nắm đấm va chạm trong nháy mắt. Oanh! Tôn Dĩnh Thục chỉ cảm thấy trước mắt nổ một quả đạn pháo, bị chấn động đến mảng nhĩ tê dại. Sắc mặt Park Sung Jin tái nhợt, suýt nữa ngồi trên mặt đất. Một quyền của hai người va chạm, lỗ chân lông trên cánh tay của hai bên đều không nhúc tắc nghẽn, mồ hôi bỗng chốc phun ra, hóa thành một mảnh màn mưa dày đặc. Trong màn mưa, một cái móng vuốt sắc bén xé rách mà đến, ba quẹo bốn khúc, cắm thẳng vào cổ họng Ngọc Tiểu Long. Một chảo như vậy, so với long chảo của Lâm Thiên Dương không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, cho dù là một con trâu lớn đứng ở trước mắt, cũng sẽ bị một chảo này cào rách bụng, moi tim đào phổi. Hồng Thiên Đô người như vậy, cảnh giới võ học cao như vậy, cốt tủy đã cường tráng đến cảnh giới phi nhân loại, tùy tiện một chiêu, đã có sức mạnh bẻ vàng nứt đá. Ngọc Tiểu Long đứng tại chỗ, hai mắt kiên nghị, giày quân đội dưới chân bởi vì đầu ngón chân lôi kéo căng ra dùng sức quá mạnh, xoẹt một tiếng rách ra. Mười ngón chân của cô vững vàng bám vào mặt đất, đứng ở cọc thái cực quyền, nhưng trên chân lại dùng sức mạnh của hình ý quyền. Cơ thể cô thấp xuống, dường như bỗng nhiên ngắn đi hai thước, trong nháy mắt tránh được một chảo của Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên Đô tay trái dán dưới nách, trong nháy mắt Ngọc Tiểu Long trầm xuống, đã bắt được, một cái ưng chảo này, là hướng tới mặt mà đến. Một chảo vừa rồi, có thể phá vỡ lồng ngực Ngọc Tiểu Long, trực tiếp móc tim phổi ra, bây giờ một chảo này, cũng giống vậy có thể bóp nát đầu óc của cô, đào não tủy ra. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long không thay đổi, chân dưới vừa di chuyển, cơ thể lại thẳng lên, tay phải nâng lên, tốc độ cực nhanh, ngón tay cong lên, hóa thành hình hổ, hướng lên trên chính là một quyền chộp lấy. Chiêu này là hổ thác, mô phỏng hình dạng hổ vồ để công kích. Nếu như đối phương không phải Hồng Thiên Đô, bị Ngọc Tiểu Long một chiêu hổ thác chính giữa cổ tay mà nói, như vậy, cổ tay trong nháy mắt sẽ bị đánh đến nứt xương. Sau khi một tay nâng cổ tay Hồng Thiên Đô lên, tay trái Ngọc Tiểu Long đuổi theo. Một đòn liên hoàn của thái cực quyền đấm vào ngực Hồng Thiên Đô quét tới. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy đầu ngón tay nâng cổ tay Hồng Thiên Đô phảng phất nặng ngàn cân, hơn nữa, một chỗ gân lớn cứng rắn, đang dùng sức ép ra bên ngoài. Đòn roi của nàng vừa mới quăng ra, đã bị tay phải Hồng Thiên Đô hóa giải, ngay sau đó, gân lớn tay trái của Hồng Thiên Đô nhảy dựng lên, mạnh mẽ đẩy đầu ngón tay Ngọc Tiểu Long ra, năm ngón tay khép lại một chỗ, nhẹ nhàng chớp lên một cái. Giống như độc xà thẻ lưỡi. Toàn bộ cánh tay của hắn, cũng vào lúc này trở nên mềm mại, giống như thật sự biến thành rắn, đầu ngón tay mang theo ánh sáng lạnh lóe lên, truyền tới mi tâm Ngọc Tiểu Long cắm vào. Xì. Cánh tay Ngọc Tiểu Long treo lên trên, vừa lúc bị đầu ngón tay Hồng Thiên Đô điểm trúng, âm thanh như xé vải, quần áo lập tức nổ tung, năm dấu móng tay đỏ tươi, lưu lại trên vai cô. Móng tay kia, trong nháy mắt, cắt ra thịt, thẳng vào gân cốt, đau nhức vô cùng. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long cũng không kìm được trắng bệch, cô chỉ cảm thấy sức mạnh của đối phương cắm vào trong máu thịt, lập tức đuổi theo lôi kéo một cỗ sức lực, giống hổ muốn móc gân cốt của cô ra vậy. Hừ. Trong mũi Ngọc Tiểu Long phun ra một tiếng kêu rên đau đớn, một quyền từ vùng bụng phát ra, bước chân giẫm trên đất phát lực, vận ra một chiêu thái cực quyền trùng thiên pháo, nhắm ngay cằm Hồng Thiên Đô đánh tới. Đồng thời, bả vai cơ bắp của cô nhanh chóng vận sức, gắt gao kẹt chặt móng tay Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên Đô nhướng mày, lập tức lui về phía sau, tránh được pháo quyền của Ngọc Tiểu Long cùng lúc, mạnh mẽ rút ngón tay ra. Ngọc Tiểu Long có được cơ hội thở dốc, lập tức lấy hơi, khí tức chìm vào đan điền, lại một lần nữa vận động sức mạnh bạo kim đan, hai quyền cùng xuất ra, đánh ra một bộ sách võ thuật ngũ tinh trùy. Ngọc Tiểu Long luyện cổ thái cực. Nhưng cũng đã từng học qua công phu chọc chân của Bắc Phái, trên tay quyền xuất liên hoàn, dưới chân cũng biến hóa không ngừng vẽ, điểm, chọc, mở, đá năm loại phương pháp chân biến hóa làm cho người ta hoa cả mắt. Nhưng mà, bả vai Ngọc Tiểu Long cuối cùng vẫn bị thương, sau khi bộ chiêu thức liên hoàn cuối cùng phát ra, hung hăng đau một chút, điều này làm cho khí thế của cô rối loạn trong nháy mắt. Hồng Thiên Đô cười to nói, có sơ hở. Quyền tùy theo âm thanh xuất ra. Nhưng trong nháy mắt xuất quyền, Hồng Thiên Đô cảm giác được giữa lưng phát lạnh, da đầu nổ tung.
Đây là một nguy hiểm cực độ đang đến gần. Anh ta không chút nghĩ ngợi, đột nhiên vặn người, nắm tay liên tục, từ pháo quyền chuyển thành hoàng quyền. Phanh! Lần này người vừa quay lại, giống như sau đầu có mắt, đụng phải một nắm đấm đánh thẳng vào sau lưng. Sức lực thật mạnh! Hồng Thiên Đô kinh ngạc một chút, vội vàng vận sức chống thuyền kình, cả người giống như một chiếc thuyền lớn thuận buồm xuôi dòng, ầm một tiếng, thối lui hơn mười mấy mét. Ngọc Tiểu Long kêu lên, mau, cùng nhau ra tay. Nói xong lời này, cô đã điều chỉnh hô hấp, bước chân nâng lên hạ xuống, giống như co rụt lại rút ngắn khoảng cách, trong nháy mắt đã đuổi tới trước mặt Hồng Thiên Đô, giơ tay lên phong nhãn. Được, M Thanh Tề Đẳng Nhàn theo đó chuyển đến, cũng đuổi kịp nhịp điệu của Ngọc Tiểu Long, hình rồng sải bước một cái, từ bên trái đánh giết qua. Ánh mắt Hồng Thiên Đô không khỏi lấp lóe, cười lạnh nói, hai đánh một, thật sự có chút không anh hùng lắm. Tề Đẳng Nhàn nói nhanh, lão tử vốn không phải anh hùng. Hồng Thiên Đô thoáng cái né tránh Ngọc Tiểu Long che mắt, giơ tay một chiêu ép người hải để băng, xoay người, một chưởng đẩy thẳng về phía lồng ngực Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, cũng giơ một chưởng, cứng đối cứng với Hồng Thiên Đô. Nhưng mà, trong lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn, lại nhô lên một quả cầu lớn. Trường tâm lôi của phái võ đang, ánh mắt Hồng Thiên Đô chợt lóe, trong nháy mắt trong lòng bàn tay chạm vào nhau đột nhiên ngậm một hơi đi vào. Sau khi sức mạnh quyền trưởng va chạm, quả cầu lớn lớn trong lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn quả nhiên nổ tung như anh ta dự liệu, khí huyết cuồng bạo kịch liệt bộc phát, làm cánh tay anh ta chấn động có chút tê dại. Hồng Thiên Đô vội vàng đem khí ngậm phun ra ngoài, trong nháy mắt ổn định cơ thể, bước chân không ngừng, liên tục đạp sang bên trái, phốc phốc ba cái, liên tiếp tránh được ba phát pháo của Ngọc Tiểu Long. Trần Gia Pháo chửi, cô nhóc này, cô học công phu còn rất linh tinh. Hồng Thiên Đô cười to. Chân Tề Đẳng Nhàn dùng bát quái bộ đi theo Hồng Thiên Đô đạp liên tục ba cái, một chưởng vòng lên, thẳng tắp phung về phía hạ bộ của anh ta. Dưới tình huống như vậy, Hồng Thiên Đô vốn không có tâm tình chiến đấu, liên tục né tránh. Anh chắc hẳn chính là cao thủ Tề Đẳng Nhàn kia, đánh chết cao thủ cá sấu, chiến bộ đặc chiêu chuẩn tướng. Hồng Thiên Đô lạnh lùng hỏi. Anh đi xuống hỏi con cá sấu kia đi. Tề Đẳng Nhàn nói, tuy rằng Ngọc Tiểu Long không nói người trước mắt này là ai, nhưng hắn đã đoán được, trên thế giới này, có thể có mấy người có thân thủ như vậy. Hắn liên thủ với Ngọc Tiểu Long, chính là cơ hội tốt để đánh chết người này. Người này công lực mạnh mẽ, quả thực hiếm thấy, một đối một mà nói, cho dù là hắn, cũng không thể nói nhất định có thể thắng. Tề Đẳng Nhàn liên tục xuất ra càn tam liên, khôn lục đoạn trong bát quái trưởng. Điên cuồng ép buộc Hồng Thiên Đô di chuyển, Ngọc Tiểu Long cũng là thế công hung mãnh, muốn giữ người lại. Nhưng cao thủ như Hồng Thiên Đô, làm sao muốn giữ lại là có thể giữ được. Hơn nữa, thân pháp linh hoạt của anh ta, quả thực là thần kỳ kỳ kỹ. Năm đó lão tử đào tẩu Hoa Quốc, toàn bộ Hoa Quốc, phát động hơn trăm cao thủ đuổi giết. Công phu chạy trối chết của lão tử, chỉ sợ lợi hại hơn các ngươi gấp trăm lần. Hồng Thiên Đô cười to. Thân thể chợt lóe, lại lướt ra xa 10 thước. Tề Đẳng Nhàn đột nhiên đưa tay ra, bắt lấy cổ tay Ngọc Tiểu Long, tay như lưỡi trâu cuốn lấy cỏ non, sau đó hung hăng hất lên. Cả người Ngọc Tiểu Long đều bị hắn ném ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên đều không nói hai lời, xoay người rời đi. Bị Tề Đẳng Nhàn với Ngọc Tiểu Long hai đại cao thủ đánh gọng kìm, ai tới cũng phải chết, Hồng Thiên Đô tuy mạnh. Nhưng cũng không kiêu ngạo đến mức cho rằng mình có thể đồng thời khiêu chiến hai cao thủ như vậy. Đuổi theo. Ngọc Tiểu Long trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, đi theo Ngọc Tiểu Long truy kích Hồng Thiên Đô. Tốc độ của Hồng Thiên Đô có thể nói là nhanh như chớp, toàn lực vận chuyển sức lực của đôi bàn chân, chạy còn nhanh hơn xe chạy, nhưng Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long cũng không kém bao nhiêu, đuổi theo gắt gao phía sau. Không ổn. Lúc đi ngang qua một khu kiến trúc, Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, đột nhiên dừng bước, đưa tay kéo cổ tay Ngọc Tiểu Long. Thân thể hắn vặn một cái, vặn vẹo nửa vòng, mang theo Ngọc Tiểu Long lui về phía sau. Cùng lúc đó, tiếng súng như đậu nổ vang lên, bùm bùm, viên đạn hóa thành hạt mưa, rơi xuống. Nhưng cũng may trước khi tiếng súng vang lên,
Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long cũng đã nhanh chóng di chuyển về phía sau, những viên đạn kia đều là hiểm lại càng hiểm sượt qua người. Đáng chết, Hồng Thiên Đô này rất giàu hoạt, thế mà sớm bố trí xạ thủ trên con đường chạy trốn. Ngọc Tiểu Long giận dữ nói. Nghe tiếng súng, toàn bộ đều là QBZ, Tề Đẳng Nhàn âm trầm nói. Hai người nhanh chóng tránh đi, trốn ở phía sau hầm trú ẩn. QBZ vì Hoa Quốc hiện nay trang bị súng trường cho các bộ đội trong chiến bộ, Hồng Thiên Đô chạy trốn, sắp xếp xạ thủ trên đường đi, lại có thể toàn bộ đều là cầm súng trường tự động QBZ trong tay, cái này có chút nghĩ mà thấy sợ. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long biến đổi không ngừng, vô cùng khó coi, cô giống như cũng nghĩ đến chỗ này. Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ sợ Hồng Thiên Đô này có dụng ý khác, là muốn giết chết Ngọc Tiểu Long cô. Ngọc Tiểu Long cười lạnh. Nói, sợ không phải Hồng Thiên Đô muốn giết chết ta, mà là người sai khiến Hồng Thiên Đô muốn giết chết tôi mà thôi. Là ai sai khiến Hồng Thiên Đô? Điều đó không biết được. Sự tồn tại của Ngọc Tiểu Long đã cản trở con đường của quá nhiều người, động đến bánh ngọt của quá nhiều người, những người tự xưng là quyền quý, tay cầm quyền lực, đều coi cô tồn tại như cái đinh trong mắt. Lộp bộp. Cô vừa thò đầu ra, chính là một loạt tiếng súng liên tiếp. Viên đạn bắn vào vách tường, văng tung tóe đá vụn, bụi bặm bay ra bốn phía. Ngọc Tiểu Long nói, đáng tiếc, để cho Hồng Thiên Đô chạy trốn, chúng ta liên thủ, khẳng định có thể giữ anh ta lại. Tề Đẳng Nhàn nói, nếu chúng ta liên thủ, trên đời này không có bất kỳ cao thủ nào có thể tiếp được, anh ta chạy trốn, là lựa chọn sáng suốt nhất. Hả, cô bị thương à, gân lớn và mạch máu bị phá vỡ, và xương cũng bị tổn thương. Hồng Thiên Đô một chiêu ưng trảo kình này, thế mà lợi hại như vậy. Vết thương của Ngọc Tiểu Long đã bị cô bóp chặt cơ bắp khép lại, cao thủ như cô, chỉ cần không phải bị giết trong chớp nhoáng, hoặc là trở thành chết não, bất kỳ chỗ nào trên thân thể đều có thể khống chế được. Không sao, trở về làm phẫu thuật nối liền gân lớn một chút, không bao lâu nữa là có thể khép lại. Chút thương tích này, không tính là gì. Ngọc Tiểu Long lắc đầu, thản nhiên nói. Loại chuyện bị thương này, đối với Ngọc Tiểu Long mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện thường ngày, chút thương tích này, cô thật sự không để vào mắt. Ngọc Tiểu Long nói, xem ra, đây là một cái bẫy. Hồng Thiên Đô tới giết Tôn Dĩnh Thục là giả, chạy tới đánh chết ta là thật, hơn nữa, người này tâm tư kín đáo, trên đường chạy trốn, đều sắp xếp xạ thủ mai phục. Đáng sợ hơn chính là, xạ thủ lại là đồng loạt QBZ. Chuyện này phải nói cho phó lão biết. Cao tầng Hoa Quốc, muốn diệt trừ Hồng Thiên Đô cho yên tâm, sau khi biết được anh ta đi tới Hoa Quốc muốn giết Tôn Dĩnh Thục, đã bắt đầu thiết lập ván cờ, phái ra đoàn người do Ngọc Tiểu Long cầm đầu. Mà một số người ẩn nấp trong bóng tối, người mà họ chân chính muốn giết chết, là Ngọc Tiểu Long. Thậm chí, trên đường sắp xếp xạ thủ, hơn phân nửa cũng là cố ý dùng QBZ, cứ như vậy. Ngọc Tiểu Long bị súng trường nhà mình chế tạo đánh chết, trong chiến bộ tất nhiên đại loạn. Mà Phó Phong Vân vị chiến bộ đại trưởng lão này, sẽ đứng mũi chịu sào, đến lúc đó, địa vị tất nhiên dao động. Là một ván cờ tốt, nhưng đáng tiếc Tề Đẳng Nhàn nửa đường giết ra. Vì sao chiến bộ không sắp xếp tôi đến chấp hành nhiệm vụ này? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Khảo hạch của anh còn chưa qua, loại nhiệm vụ cấp bậc này, anh không có tư cách tham dự. Ngọc Tiểu Long nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng, chỉ cảm thấy mình đến quá trùng hợp, bằng không, nhìn tình cảnh này, chỉ sợ Ngọc Tiểu Long thật sự sẽ bị tên Hồng Thiên Đô này đánh chết. Tề Đẳng Nhàn cảm giác được xạ thủ đang âm thầm dần dần rút lui, cũng thoải mái hơn, hắn nói với Ngọc Tiểu Long, cô giao thủ nhiều nhất với Hồng Thiên Đô, sức mạnh của người này, rốt cuộc như thế nào đây? Sức mạnh cực đỉnh, vẻ mặt Ngọc Tiểu Long nghiêm trọng nói. Võ công của anh ta vô cùng lợi hại, chỉ sợ đã thoát khỏi tầng thứ của đan kình. Vậy chẳng phải là đánh vỡ hư không, kiến thần bất khôi. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn cũng thoáng cái trở nên khó coi. Có thể đánh vỡ không gian, tách rời linh hồn khỏi cơ thể, tiến hành sửa chữa, trở nên vô bệnh vô tai, dung nhập tự nhiên. Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói, hẳn là còn chưa tới loại cấp độ này, nếu không, tôi đã chết. Huống hồ. Nếu anh ta thật sự có công lực như vậy, cũng không nhất định phải nghe lệnh của ai. Tề Đẳng Nhàn nghĩ cũng đúng, nếu như võ công tu luyện tới loại cấp bậc này mà nói,
ai còn có thể nguyện ý nghe theo người khác sai khiến. Sức mạnh của một mình, đã tương đương với một quốc gia, đó là người chân chính có thể một mình trong đất địch. Giống như thần tiên trên lục địa, đi tới đi lui tự nhiên, không ai có thể phạm. Tôi ngược lại muốn một mình gặp anh ta một lần, xem anh ta chết hay là tôi chết. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười. Suy nghĩ của anh thật điên rồ, Ngọc Tiểu Long nói. Dù sao áp lực lớn, không có chút kích thích, làm sao tiến bộ. Tề Đẳng Nhàn nói. Hai người đều cảm giác được, xạ thủ âm thầm đã toàn bộ rút lui theo thứ tự. Trận nguy cơ này xem như đã được hóa giải. Ngọc Tiểu Long bỗng nhiên cả kinh, nói Tôn Dĩnh Thục có thể hay không xảy ra chuyện, hai người chúng ta đều đuổi theo. Nếu cô ta chết, đối với chúng ta mà nói, cũng là một đòn cực đau đớn. Tề Đẳng Nhàn nói, không có việc gì, lúc ta tới đây còn sắp xếp hai người, vốn là chuẩn bị đe dọa cô ta, không nghĩ tới biến khéo thành vụng, ngược lại biến thành bảo hộ. Tôn Dĩnh Thục chơi hắn một vố, ở cao cú lệ xào tin tức, cuốn thái dịch Taekwondo vào trung tâm xoáy nước, mà hắn Tề Đẳng Nhàn, chính là làm mồi dẫn lửa. Cho nên, hắn vô cùng khó chịu, lúc nói với Trần Ngư muốn tới gây phiền phức, cũng gọi theo hai tên đồ tể với dạ ma. Ý định là để cho hai hung thần ác sát này dọa vỡ lá gan của Tôn Dĩnh Thục, xuất được một ngụm ác khí này ra, nhưng bây giờ xem ra, ngược lại trở thành ô bảo hộ. Không có việc gì là tốt rồi. Ngọc Tiểu Long hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng bình tĩnh lại, đi ra từ phía sau hầm trú ẩn. Tề Đẳng Nhàn đi theo, cúi đầu nhặt một viên đạn biến dạng lên, nhếch miệng nói, thật sự là tàn nhẫn đấy, dùng đạn đam đum. Đạn nở, hay còn gọi là đạn đam đum, được thiết kế để nở xòe như hoa. Điều này giúp viên đạn tăng kích thước chu vi và tạo ra sức công phá tốt hơn. Nếu người hoặc động vật bị dính đạn nở, máu sẽ chảy xối xả và chết trong thời gian ngắn. Ngọc Tiểu Long nói, coi như là chúng ta bị viên đạn như vậy bắn trúng một phát, chỉ sợ tính mạng cũng khó bảo toàn. Tề Đẳng Nhàn nói, lực lượng khoa học kỹ thuật chính là đáng sợ như thế, nhân lực cô có mạnh đến đâu, cũng khó địch lại khoa học kỹ thuật. Tôi cảm thấy anh có thể thử đem kỹ thuật bắn súng và võ học bản thân kết hợp một chút, lực sát thương nhất định sẽ càng kinh người hơn. Ngọc Tiểu Long nói, tôi Tề Đẳng Nhàn không cần khoa học kỹ thuật, không có bật hách. Tề Đẳng Nhàn khinh thường bĩu môi nói. Ngọc Tiểu Long im lặng nhìn hắn. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười cười nói, thật ngại quá, ở trong ngục giam không có việc gì cũng chỉ có thể lên mạng, cho nên xem tiểu phẩm ngắn tương đối nhiều. Ngọc Tiểu Long khoát tay áo nói, chúng ta trở về. Hai người Ngọc Tiểu Long và Tề Đẳng Nhàn rất nhanh đã trở lại biệt thự Tôn Dĩnh Thục thuê bên này đang gặp được hai người đồ tể cùng dạ ma. Vừa nhìn thấy hai người này, lông tơ của Ngọc Tiểu Long dựng ngược, như ngồi trên bàn trông, cả người đều nổ tung, theo bản năng muốn ra tay. Đừng ra tay, hai người này là tôi mang đến, Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Ngọc Tiểu Long lắp bắp kinh hãi, hơi thở trên người hai người này quả thực khủng bố, giống như từ trong núi thây biển máu bỏ ra, nhất là cái gã mập mạp kia, chỉ sợ thần Phật thấy cũng sẽ nhíu mày. Đồ tể nhếch miệng cười nói, nhị đương gia, vợ của ngài sao? A ha, quả thực còn đẹp hơn Dương Tiểu Thư, nhị đương gia quá may mắn rồi. Dạ ma cũng khen ngợi nói, vị tiểu thư này cốt cách xinh đẹp như viên ngọc, phóng khoáng thanh cao, quả thực còn đẹp trai hơn đàn ông, nhị đương gia ngài thật may mắn. Tề Đẳng Nhàn mặt đen nói, đừng nói lung tung, vị này là trung tướng chiến bộ Hoa Quốc, Ngọc Tiểu Long tướng quân. Hai người nghe được, cũng không nén được giật mình, vội vàng chắp tay, liên tục nói thất lễ. Ngọc Tiểu Long nhìn dạ ma gầy gò, vẻ mặt và dáng người thay đổi, không kìm được lắp bắp kinh hãi nói, anh là dạ ma năm đó ở Tuyết Quốc gây ra thảm án diệt môn. Tuyết Quốc thượng tướng một nhà 13 người, cộng thêm hộ vệ 20 người, toàn bộ đều bị chém đầu. Dạ ma nhếch miệng cười cười nói, là tôi. Ngọc Tiểu Long chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, quay đầu lại nhìn đồ tể, sau đó quai hàm căng thẳng, trầm giọng nói, ngươi là đồ tể quân Việt Nam Ấn. Cái người một hơi lừa giết 1.200.000 quân tù binh chính phủ. Đồ tể nói, không phải tôi, không phải tôi chỉ là một tên đồ tể bán thịt. Ngọc Tiểu Long nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, khiếp sợ nói, anh tìm hai người này từ đâu ra? Bọn họ đang nhốt trong tù của tôi ý, tôi để cho bọn họ đi ra hóng gió một chút mà thôi.
Tề Đẳng Nhàn nói. Khóe miệng Ngọc Tiểu Long co giật, nói, hóng gió. Hai người như vậy, anh dám tùy ý thả ra. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy cô hỏi bọn họ xem bọn họ có dám chạy hay không. Đồ Tể vội vàng nói, ngồi tù ở nhà tù U Đô, phần nhiều là một chuyện tốt đẹp, tôi cũng không chạy. Dạ Ma nói, trong nhà tù U Đô ai nấy đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, tôi siêu thích nơi này. Nghe hai người này nói, Ngọc Tiểu Long dở khóc dở cười. Đồng thời, trong lòng nàng cũng âm thầm kinh ngạc, khó trách lúc trước bắt được khủng bố chi vương, cấp trên chỉ định phải giam giữ ở trong nhà tù U Đô, do cô tự mình dẫn đội áp giải qua. Nhị đương gia, người vừa rồi các ngài đuổi giết ra ngoài là ai, lợi hại như vậy? Tên Đồ Tể hỏi. Năm đó được ca ngợi là người mạnh mẽ của La Hán quốc gia nước ta, Hồng Thiên Đô, bây giờ là người sáng lập huyết bội lâu. Tề Chờ Nhàn nhàn nhạt nói. Dạ Ma nhíu mày nói, là anh ta. Lúc trước tôi từng đánh nhau với anh ta, nhưng mà anh ta khi đó còn không lợi hại như bây giờ. Bây giờ, có lẽ có thể treo tôi lên rồi đánh. Đồ Tể nói, cũng là anh ta chạy nhanh, bằng không nhị đương gia ngài khẳng định có thể đánh chết hắn. Lần sau chúng ta cùng nhau ra tay bắt anh ta, ném vào trong nhà tù U Đô, rèn rũa gã này thật tốt. Ngọc Tiểu Long nghe Đồ Tể nói, thật sự dở khóc dở cười, Hồng Thiên Đô nào dễ bắt như vậy, phía Hoa Quốc hao phí sức lực cũng không thể bắt được người ta. Anh thả hai người này ra làm gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, anh cũng không cõng được nồi. Ngọc Tiểu Long thấp giọng nói, có người muốn dùng thủ đoạn của thế giới ngầm đối phó tôi đương nhiên phải đáp lễ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi cũng không rảnh rỗi cả ngày đi đối phó một đám sát thủ, quá phiền toái. Ngọc Tiểu Long thấy Tề Đẳng Nhàn trong lòng đã có dự tính trước, hơn nữa Dạ Ma với Đồ Tể giống như bị hắn chỉnh đến ngoan ngoãn dễ bảo, vốn không cần lo lắng. Cô bây giờ nghĩ lại, mình lúc trước thật đúng là có chút sốt nát. Xem thường Tề Đẳng Nhàn là quản ngục. Nhưng mà, trong nhà tù U Đô các anh, làm sao có thể nhốt nhiều người mạnh như vậy? Ngọc Tiểu Long hỏi, hơn nữa, ngay cả tôi cũng không biết. Tề Đẳng Nhàn nói, đa số mọi người đều là cha tôi tự mình bắt vào, phía trên thấy ông ý quản được cũng không dài dòng. Cô không biết, đó là bởi vì chuyện này hơn phân nửa thuộc về cơ mật, tiết lộ ra ngoài, phiền toái sẽ rất lớn. Ngọc Tiểu Long cảm thấy Tề Bất Ngữ thật đúng là một kỳ nhân, lúc trước kéo thân thể bị thương nặng rời khỏi đế đô, đến một vùng quê hẻo lánh như nhà tù U Đô, lại còn có thể làm ra một phen sự nghiệp như vậy. Càng đáng quý hơn chính là, ông ta bồi dưỡng ra một đứa con trai như Tề Đẳng Nhàn. Nhị đương gia, còn dùng chúng tôi đi dọa người không? Đồ Tể nịnh nọt hỏi. Không cần, người ta hiện tại đều bị dọa khóc, các ngươi lại đi dọa một lần nữa. Không chừng bị dọa chết. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Hồng Thiên Đô tới giết Tôn Dĩnh Thục, đoán chừng đã dọa vỡ gan cho vị quả phụ nhỏ này, Đồ Tể với Dạ Ma hai tên này lại điên cuồng đe dọa một trận, không chừng phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Ngọc Tiểu Long nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Đồ Tể và Dạ Ma, thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai nhân vật trâu bò như vậy, ở trước mặt hắn, lại thuận theo như vậy, quả thực ngớ ngẩn nhưng lại vui tính. Chú Tề thật đúng là một vị kỳ nhân, Ngọc Tiểu Long cãi nhau, nói. Ôi, đại đương gia chúng ta lợi hại, còn cần Ngọc tướng quân cô tới nói. Dạ Ma vỗ đùi mình, tán thưởng nói. Đồ Tể ở một bên liên tục gật đầu nói, đại đương gia ở cổ đại, đó chính là nhân vật lấy thủ cấp thượng tướng trong vạn quân, thoạt nhìn gầy gò, nếu thật sự muốn ra tay, chín con trâu cũng chịu không nổi bị đánh. Bất kể ai thấy Tề Bất Ngữ, đều sẽ bị vẻ ngoài gầy yếu, nho nhã của ông ta mê hoặc. Một khi chân chính ra tay, Tề Bất Ngữ kinh khủng, đó là không cách nào hình dung. Ngọc Tiểu Long nghĩ, mình phải dành thời gian đi vào nhà tù U Đô một lần, mở mang tầm mắt không nói, cũng phải thấy Tề Bất Ngữ một chút. Dù sao, hai cha con Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn, là khẳng định muốn trở về đế đô đối mặt trực tiếp với Triệu gia, cô đi tìm hiểu tình huống trước, coi như là một chuyện tốt. Đừng nghĩ đi gặp cha tôi, cô lui hôn lễ của tôi, ông ý một bụng lửa giận. Nếu cô đi, đoán chừng sẽ bị ông ý đánh chết. Tề Đẳng Nhàn giống như nhìn ra tâm tư của Ngọc Tiểu Long, không kìm được nhẹ giọng nói. Ha, Ngọc Tiểu Long sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi nói thật.
Ngọc Tiểu Long không nói gì nữa, luôn cảm thấy gã này đang lừa gạt mình. Tề Đẳng Nhàn để đồ tể với Dạ Ma hai người lăn về khách sạn trước, còn mình thì cùng Ngọc Tiểu Long vào phòng. Trong phòng, Tôn Dĩnh Thục đang ngồi trên sofa, có loại cảm giác kinh hồn chưa tỉnh lại, sau khi nhìn thấy hai người tiến vào, vội vàng hỏi thế nào, bắn chết hung thủ rồi sao? Ngọc Tiểu Long lắc đầu, nói, chạy thoát rồi, không bắt được hắn. Tôn Dĩnh Thục trong lòng nhất thời cảm giác được sợ hãi bất an, bị Hồng Thiên Đô một đại cao thủ như vậy nhìn chằm chằm, quả thực làm cho người ta đứng ngồi không yên. Cho dù là hiện tại chạy về Triều Tiên, chỉ sợ cũng khó tránh khỏi cả ngày lo lắng đề phòng. Đại cao thủ như vậy, muốn giết một người, có thủ đoạn và biện pháp, dù sao, Tôn Dĩnh Thục cũng không cách nào cam đoan, phòng hộ bên người mình mỗi thời mỗi khắc đều là không chê vào đâu được. Tôn phu nhân cô cũng không cần quá lo lắng, mục tiêu chân chính của Hồng Thiên Đô kỳ thật không phải là cô, hơn nữa, sau khi anh ta thất bại ở chỗ này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra tay nữa. Ngọc Tiểu Long nói. Mục đích chủ yếu của Hồng Thiên Đô kỳ thật là Ngọc Tiểu Long, bây giờ không giết được Ngọc Tiểu Long, sự tình bại lộ, anh ta cũng chỉ có thể mau chóng rời khỏi Hoa Quốc. Hơn nữa, người sau lưng hắn, cũng khẳng định không muốn anh ta tiếp tục ở lại. Mục tiêu của anh ta không phải là tôi sao? Tôn Dĩnh Thục nghe Ngọc Tiểu Long nói lời này, không kìm được hung hăng ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Ngọc Tiểu Long cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói, sự tình đã tạm thời chấm dứt, tôi còn có rất nhiều việc phải bận, đi trước, không quấy rầy cô nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh Thục muốn cô ấy chờ một chút, kết quả cô ấy không chịu dừng lại, xin từ biệt rời đi. Trước khi đi, làm một động tác gọi điện thoại cho Tề Đẳng Nhàn. Đại khái ý tứ là có chuyện gì thì có thể liên lạc qua điện thoại bất cứ lúc nào. Tôn phu nhân, tôi lại cứu cô một cái mạng, nhưng cô cái người này, thái độ đối đãi với ân nhân cứu mạng, có vấn đề lớn đấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Tôn Dĩnh Thục, mỉm cười nói. Tôi làm sao, Tôn Dĩnh Thục biết rõ còn cố hỏi. Cô có để hận Tề Đẳng Nhàn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, gã này nhận quà của mình lại không làm việc. Cả ngày nghĩ đến chơi chùa, ở đâu có chuyện tốt như vậy. Bây giờ, dư luận Triều Tiên đã đẩy thái dịch Taekwondo Hàn Thành Tuấn đến trung tâm xoáy nước, Tề Đẳng Nhàn là thủ phạm đánh bại Ngôn Đông Húc, đương nhiên khó tránh khỏi bị người của thái dịch Taekwondo hận. Tôn Dĩnh Thục vẫn duy trì lễ phép mời Tề Đẳng Nhàn ngồi xuống trong phòng, sau đó bảo Park Sung Jin pha cà phê tới tiếp đãi. Park Sung Jin đương nhiên cũng hận Tề Đẳng Nhàn không chịu nổi. Nhưng mà mệnh lệnh của Tôn Dĩnh Thục anh ta không thể không nghe, chỉ có thể thành thành thật thật đi vào phòng bếp xay hạt cà phê. Tôn Dĩnh Thục loại phụ nữ tinh xảo này, cũng không uống cà phê hòa tan gì, mỗi một lần uống cà phê, đều phải xay ra. Tôn phu nhân, cô làm ra những tin tức này ở Triều Tiên, tuy rằng không nhắc tới tôi, nhưng đã đẩy thái dịch Taekwondo vào một vòng xoáy, Hàn Thành Tuấn sẽ không đến tìm tôi gây phiền toái sao? Tề Đẳng Nhàn mặt đen mặt nói. Tề Tổng, tôi không biết anh đang nói cái gì. Hôm qua chúng ta vừa mới gặp mặt, tôi nào có thời gian chơi anh chứ? Anh có đắc tội với ai không? Tôn Dĩnh Thục thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, cô thoáng nhìn thấy trên cổ tay Tề Đẳng Nhàn còn đeo chiếc Rolex mình tặng, trong lòng không khỏi cười lạnh, đồ của lão nương, làm sao có thể dùng chùa như vậy? Tề Đẳng Nhàn là kẻ dùng chùa, cuối cùng cũng phải bởi vì chơi chùa mà trả giá đắt. Tề Đẳng Nhàn tuy rằng rất hứng thú đối với thái dịch Taekwondo, nhưng cũng không vô duyên vô cớ đi đánh một trận với cao thủ cao cấp nhất của Triều Tiên như Hàn Thành Tuấn. Nếu Hàn Thành Tuấn thua trong tay hắn, Tôn Dĩnh Thục kia nhất định sẽ mượn cơ hội này tiếp tục làm mưa làm gió, triệt để bôi xấu danh tiếng của Hàn Thành Tuấn. Đến lúc đó, một đống tấm biển trong tay Hàn Thành Tuấn, đoán chừng chính mình cũng không tiện lưu lại. Park Sung Jin bưng hai ly cà phê đặt lên mặt bàn, nói, phu nhân, mời dùng. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn hắn nó, không khách khí với tôi một câu sao. Khóe miệng Park Sung Jin giật giật, nói, Tề Tổng, mời dùng đi. Tề Đẳng cười tủm tỉm nói, mời anh trước. Park Sung Jin lạnh lùng nói, anh thích uống thì uống. Tôn Dĩnh Thục bưng cà phê lên chuẩn bị uống, Tề Đẳng Nhàn lại đưa tay ngăn cô lại. Để cho Park Tổng uống trước, Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, vẻ mặt lạnh lùng. Sắc mặt Park Sung Jin thay đổi, nói, họ Tề kia, anh có ý gì, lo lắng tôi hạ độc trong cà phê. Cho dù tôi hạ độc,
cũng chỉ sẽ độc chết anh. Tôn Dĩnh Thục lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về phía Park Sung Jin, Ngọc Tiểu Long vừa mới nói, nội bộ cô xuất hiện kẻ phản bội. Mà biểu hiện gần đây của Park Sung Jin, làm cho cô cảm thấy có chút không thích hợp. Park Tổng, anh uống một ngụm trước, Tôn Dĩnh Thục thản nhiên nói. Park Sung Jin sắc mặt đen sầm, nói, phu nhân, cô sẽ không tin lời quỷ quái của tên này chứ. Tề Đẳng Nhàn đẩy ly cà phê đến trước mặt Park Sung Jin cười nói, Park Tổng, anh bận rộn bên ngoài vất vả biết bao, uống một ly cà phê thì tính là cái gì chứ? Park Sung Jin đen mặt không nói gì. Tề Đẳng Nhàn nhã nói, nếu anh thật sự không có bỏ độc, thì uống tách cà phê này. Vào giờ phút này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình hóa thân thành tư lệnh hạ độc giết con TT. Park Tổng, tôi ra lệnh cho anh, uống tách cà phê này. Tôn Dĩnh Thục dương mắt nhìn Park Sung Jin, trên mặt nghiêm khắc, cũng bộc lộ rõ trong lời nói. Tay Park Sung Jin cũng không kìm được run rẩy, chậm rãi bưng ly cà phê lên, nói uống, ta uống. Anh ta đặt ở bên miệng, nhưng lại là chậm chạp không uống. Dù sao, không phải ai cũng là đặc công con TT có dũng khí mạo hiểm đổi nhiều. Uống bà nội mày uống, Park Sung Jin hét lớn, ném cốc cà phê xuống đất. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai nói, Tôn phu nhân, chính cô nhìn xem sử ký đi, đây là thuộc hạ của cô, cũng không có quan hệ gì với tôi. Tôn Dĩnh Thục cũng hiểu, Park Sung Jin này, hơn phân nửa là thật sự đã phản bội, Ngọc Tiểu Long nói nội bộ có vấn đề, chỉ sợ người có vấn đề nhất, chính là anh ta. Park Sung Jin, tôi đối xử với anh cũng coi như không tệ, vì sao anh muốn hại tôi? Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn về phía Park Sung Jin đã mang theo một chút sát khí. Đối xử với tôi không tệ. Tôi là một người đàn ông, cả ngày bị một người phụ nữ mắng giống như một như con chó, cô cũng có mặt mũi để nói như vậy. Park Sung Jin tức giận đến đáng khinh, tôi chính là muốn giết chết cô, con tiện nhân. Chỉ là gả cho một người chồng tốt mà thôi, có tư cách gì mà sai khiến tôi. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy trận nội đấu này thật thú vị, thật đẹp mắt. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục thực không dễ nhìn, cô lắc đầu nói, xem ra tôi thật sự đối với anh quá khoan dung, lá gan của anh thế mà lớn đến mức dám hạ độc tôi. Park Sung Jin lạnh lùng nói, cô có thể làm gì tôi? Bây giờ cô không cần sự hỗ trợ của Park gia chúng tôi sao? Tôi đã hạ độc cô thì sao, cô dám chạm vào tôi sao? Cô chạm vào tôi, sẽ mất đi sự ủng hộ của Park gia, địa vị của cô sẽ càng trở nên không vững chắc. Tôn Dĩnh Thục quay đầu nói chuyện với Tề Đẳng Nhàn, thật sự là làm cho Tề Tổng chê cười rồi, dưới tay mình xuất hiện một tên phản bội như vậy, làm cho Dĩnh Thục xấu hổ. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, không cần để ý đến tôi cảm thấy rất đặc sắc, các người tiếp tục là được. Park Sung Jin ngửa cổ lên, vẻ mặt cô có thể làm gì tôi? Nhìn Tôn Dĩnh Thục, hiện tại địa vị Tôn Dĩnh Thục nhìn thì như vững chắc, kỳ thực tám mặt gió thổi, như đi trên băng mỏng. Một khi mất đi sự ủng hộ của các phe, thật đúng là có khả năng ngã xuống như vậy. Cho nên, sau khi sự việc xảy ra, Park Sung Jin dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi, ngả bài ra. Tôn Dĩnh Thục, tôi cho cô một con đường khác, cô từ nay về sau, đi theo tôi, tất cả mọi thứ nghe tôi. Cứ như vậy, Park gia tiếp tục ủng hộ cô và cô có thể tiếp tục là chấp trưởng giả của tài phiệt thượng tinh. Park Sung Jin vậy mà bắt đầu đảo khách làm chủ. Tôn Dĩnh Thục phất tay gọi vệ sĩ của mình tới, chỉ Park Sung Jin, lạnh lùng nói, cắt đứt tay chân của anh ta cho tôi, sau đó ném về Triều Tiên, Park ra bên kia, tôi tự mình đi giải thích. Park Sung Jin nghe nói như vậy, không khỏi sửng sốt, sau đó khiếp sợ nói, cô thật to gan, cô dám chạm vào tôi. Tôn Dĩnh Thục mặt cười không cười nói, anh cho rằng tôi cố ý chạy đến Tây Hà Thị gặp Trần Ngư Tiểu Thư là để đùa giỡn sao? Có Trần gia hợp tác, lợi ích khổng lồ có thể chống đỡ địa vị của tôi, mất đi một Park gia ủng hộ, tính là cái gì? Không đợi Park Sung Jin nói chuyện, hai vệ sĩ đã đi lên bắt lấy người, kéo ra ngoài. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Park Sung Jin. Rõ ràng, những lời kia của Tôn Dĩnh Thục không phải là nói giỡn, không phải là đang hù dọa hắn, mà là thật sự quyết tâm. Chậc, Tôn phu nhân thật đúng là có quyết đoán, có sức mạnh. Cái này đã chỉnh đốn Park Sung Jin thật tốt. Tề Đẳng Nhàn chậc chậc khen ngợi, hắn nhìn cây gậy nhỏ này cũng ghê gớm, bây giờ bị chỉnh đốn rồi,
đương nhiên có chút vui sướng trên sự đau khổ của người khác. Tôn Dĩnh Thục nói, loại sói mắt trắng nuôi còn chưa lớn này không chỉnh đốn cho xong, giữ lại bên người làm gì? Chờ ăn Tết sao? Tề Đẳng Nhàn nói, phu nhân thật đúng là có chút hài hước. Sau khi nói xong lời này, hắn đứng dậy, thản nhiên nói, cho dù Thái Dịch Tây Côn Đô tới tìm tôi gây phiền toái, tôi cũng sẽ không động thủ với Hàn Thành Tuấn. Bởi vì, con người tôi, rất chán ghét bị người khác tính kế. Cho dù là Trần Ngư tính kế tôi, cũng cần phải xin lỗi tôi. Cô chơi tôi, còn giả bộ với tôi là không có việc gì. Nào có chuyện tốt như vậy? Tôn Dĩnh Thục nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn giống như là thật sự có chút tức giận, không kìm nhíu mày nói, Tề Tổng, tấm bảng kia đối với tôi mà nói, thật sự rất trọng yếu, là thứ cha tôi cho đến trước khi qua đời đều nhớ mãi không quên. Tề Đẳng Nhàn nói, cô một lúc thì người cha đã chết, lúc thì người chồng đã chết, cứ lấy người đã chết để văn vẻ, tôi nghe cũng rất phiền. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, sau đó tức giận nói, anh cho rằng tôi nghĩ sao? Tôi là một người phụ nữ, sinh tồn ở nơi rất nhiều sói mắt trắng như vậy nhìn chằm chằm, dễ dàng sao? Tề Đẳng Nhàn quay đầu nhìn về phía cô nói, thứ cô sở hữu bây giờ, vốn không thuộc về cô, mà là thuộc về Thôi gia. Nếu chiếm hữu vất vả như vậy, sao không buông tay chứ? Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói, Tề Tổng này nói thật đúng là dễ dàng, nếu tôi buông lỏng quyền lực, kết cục của tôi sẽ như thế nào? Anh đã bao giờ nghĩ về nó chưa? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, người đắc đạo được trợ giúp nhiều, người thất đạo ít được trợ giúp. Tôn phu nhân, tính cách của cô, tôi rất không thích, quá giỏi tính toán, về sau, chúng ta vẫn nên ít lui tới. Sống chết của cô, cũng không liên quan gì đến tôi. Tôn Dĩnh Thục nghe nói như vậy, sắc mặt không kìm được trắng bệch. Tề Đẳng Nhàn tóm lại là cứu mạng cô hai lần, hơn nữa còn hóa giải phiền toái cực lớn do Thôi Chính Hạo mang đến. Cô cảm thấy, giữa hai người như thế nào cũng có thể miễn cưỡng xem như là bạn bè, nào có thể nghĩ đến, lời nói tiếp theo của Tề Đẳng Nhàn, lại có thể nói tuyệt tình như vậy. Trong thiên hạ này người muốn kết giao bằng hữu với tôi đếm không hết, thiếu một mình anh cũng không ít. Tôn Dĩnh Thục cường ngạnh nói. Cô có bạn không, cô là một người nham hiểm như vậy. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, cười khẩy nói. Bạn bè chân chính, là đối xử chân thành, là sống chết tương trợ. Trần Ngư cũng là một nhà tư bản, nhưng tôi có thể làm bạn với cô ấy, với anh sao? Chậc, quên đi. Tôn Dĩnh Thục chỉ cảm thấy lời nói của đối phương khắc nghiệt hơn nữa còn đâm vào tim, đâm đến trái tim cô đều co rút, nước mắt cũng sắp rơi xuống. Tôn Dĩnh Thục cắn răng nói, giúp tôi một chút sẽ như thế nào? Tôi cũng có nghiêm túc chân thật, khách khí cầu xin anh mà, anh cho rằng tôi muốn dùng những thủ đoạn này sao? Bởi vì ngay từ đầu cô không thành thật, Tề Đẳng Nhàn cười cười, đã đi tới cửa. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy mình bị những lời này của hắn đâm đến có chút đau đớn, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phản bác hắn. Sau khi từ chỗ Tôn Dĩnh Thục rời đi, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy mình thoải mái, làm khó người phụ nữ không ai bị nổi này một trận, quả nhiên là hả hê lòng người. Nhưng mà, Tôn Dĩnh Thục nhất định là phải khổ sở một lúc, nhưng điều này có liên quan gì tới hắn? Thế nhưng là người phụ nữ này tính kế hắn trước. Tề Đẳng Nhàn đi gặp Trần Ngư, Ngọc Tiểu Long vừa vặn cũng ở đây, mọi người cũng hẹn nhau ăn tối. Tề Đẳng Nhàn gọi Dương Quan Quan lên, lại là ba người phụ nữ có nhan sắc cùng dáng người đều ở đỉnh cao của loài người ghé vào một bàn, điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn lần thứ hai cảm thấy mình còn chưa ăn đã no rồi. Đổi lại là trước kia, đối mặt với Ngọc Tiểu Long cùng Trần Ngư người như vậy, Dương Quan Quan chắc chắn sẽ bó tay bó chân rất không được tự nhiên. Nhưng sau khi luyện võ, lá gan của cô dần dần lớn lên rất nhiều, tính cách cũng càng ngày càng cởi mở, bây giờ đối mặt với hai người này, cũng có thể nói chuyện tự nhiên, thỉnh thoảng phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Tề Tổng, thư ký của anh có bán hay không, ra giá đi, tôi mang về Nam Dương. Trần Ngư rất thèm thuồng nói, ngay cả cô, trong mắt cũng thỉnh thoảng ở trên ngực Dương Quan Quan nâng lên hai cái. Bán đi, 100 tỷ USD. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Dương Quan Quan biết đây là nói đùa, nhưng cũng không vui, không phải nói mình là bảo tàng sao? Bảo tàng không phải là vô giá à? Trần Ngư la ó một tiếng, lắc đầu nói, vậy vẫn là quên đi, quá đắt, không mua nổi.
Dương Quan Quan ở trong bữa tiệc chủ động tìm Ngọc Tiểu Long nói chuyện, hỏi cô luyện công như thế nào. Loại đề tài này, giữa các võ giả với nhau trên cơ bản sẽ không lấy ra thảo luận, trừ phi quan hệ thật sự đặc biệt tốt. Nhưng Dương Quan Quan hết lần này tới lần khác tùy tiện hỏi, Ngọc Tiểu Long cũng không ghét, hơi ngẩn ra, cùng cô tán gẫu. Cô thật sự mới luyện võ mấy tháng mà thôi. Ngọc Tiểu Long biết được Dương Quan Quan tập võ không lâu, không nhịn được lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, Lâm Thiên Dương cô biết không? Chính là người trẻ tuổi của Lâm gia đế đô, công phu hình rồng luyện được rất lợi hại, kết quả bị thư ký Dương một cước đá vỡ trứng. Tề Đẳng Nhàn đắc ý nói. Ngọc Tiểu Long càng giật mình, đánh giá Dương Quan Quan từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Lâm Thiên Dương cô biết, đó là cháu trai của Lâm Tuyết Tùng, một thân công phu hình rồng luyện không kém, nhưng mà, thể mà bị Dương Quan Quan chỉ luyện mấy tháng đánh bại. Cũng không có, tôi bị thương cũng rất nặng, bây giờ còn chưa khôi phục, huyết áp cao, tim thỉnh thoảng co rút đau. Dương Quan Quan có chút ngượng ngùng nói. Ngọc Tiểu Long nói, cô có thể nắm bắt thời cơ bộc phát thể lực vào thời khắc mấu chốt, một cước đá Lâm Thiên Dương đến nửa chết, cũng là chuyện vô cùng vĩ đại. Nếu như cô có thể gặp được Tề Đẳng Nhàn sớm mấy năm thì tốt rồi, bây giờ nói không chừng đã có thể một mình đảm đương một phía, thậm chí khai tông lập phái. Dương Quan Quan chỉ cười cười, mấy năm trước cô còn đang du học ở Mễ Quốc, khi đó tính cách cũng sợ hãi đến mức không chịu nổi, nhìn thì rất cao ngạo lạnh lùng, nhưng vừa gặp chuyện, người đầu tiên lùi bước sẽ là cô. Nếu như cuộc sống thật sự có thể đoán trước, vậy cô nguyện ý sớm về nước, sớm gặp được Tề Đẳng Nhàn. Có thể làm tốt công việc, lại có thể đánh nhau, còn có thể ngủ chung. Ô ô ô, tôi cũng muốn một thư ký như vậy, thật hâm mộ a. Trần Ngự ủy khuất nói. Tôi có thể đảm nhiệm, Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. Công việc của tôi cũng rất nghiêm túc, cô nhìn xem tập đoàn thị sau khi tôi tới, phát triển không ngừng. Tôi đánh nhau cũng là hạng nhất, sau khi tự học, hình như chưa từng thua, không tin cô hỏi Ngọc Tướng Quân. Ngụ ý mà, là người thì đều biết. Trần Ngư nhịn không được cười nói, có thể lễ phép mời anh đi chết không? Dương Quan Quan gật gật đầu. Biểu lộ sự đồng ý sâu sắc. Ngọc Tiểu Long cũng lạnh mặt nói, tôi cảm thấy có thể. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sau này mình không thể cùng các cô ăn cơm nữa, quá dễ bị chĩa mũi nhọn vào. Dương Quan Quan bỗng nhiên nhìn điện thoại di động, quay đầu liền nói với Tề Đẳng Nhàn, Tề Tổng, phiền toái tới rồi, thái dịch Taekwondo, gửi thư cho công ty chúng ta. Hả, Tề Đẳng Nhàn không khỏi sửng sốt. Hàn Thành Tuấn muốn hẹn với anh một cái thời gian, đánh một trận. Dương Quan Quan trịnh trọng nói. Trần Ngư cười nói, anh xem, tôi nói anh ít tiếp xúc với người phụ nữ Tôn Dĩnh Thục này một chút, cô ta một bụng ý xấu, chơi chết anh. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã nói rõ ràng tuyệt giao với cô ta rồi. Thư ký Dương, cô trả lời cho tôi từ chối. Trần Ngư và Hướng Đông Tình kỳ thật cũng đều là người giỏi tính toán, chẳng qua. Các cô so với Tôn Dĩnh Thục, vẫn là Tề Đẳng Nhàn thích hơn một chút. Hơn nữa, Trần Ngư sau khi tính kế Tề Đẳng Nhàn, đều biết chủ động mặc vớ đen xin lỗi, Tôn Dĩnh Thục giả bộ cái gì cũng không biết, quả thực làm cho người ta tức giận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.